siêu cơm, trời ơi cái cổ của nó này hai bên là có túi luôn. Nhanh tay chất giả mã mận cho em nha, màu mận siêu đẹp này. Lên cho mã mận kèm số điện thoại cho em nha. Rồi mã mận ai lấy chất giả mã mận cho em. Ký đổ lại một vừa cho em ạ. Lên cho mã mận. Mã mận kèm số điện thoại cho em nha. Hai bên là nó có túi luôn, cái phần cổ của nó này cực kỳ xinh luôn. Ai lấy chất nhanh tay cho mã mận cho em nha. Còn tem em hết rồi các chị ơi, còn tem em hết rồi nha. Rồi lên cho mã mận kèm số điện thoại cho em ạ. 65 kg đổ lại một vừa cho em nha. Chất giả mã mận cái màu đó mặc cực kỳ trắng da luôn. Rồi lên một con màu nâu siêu đẹp nha. Con này màu này cực kỳ tây cho em nha. 65 kg đổ lại một vừa cho em ạ. Ở phía dưới nó hơi có lê đuôi cá mã mận của chị Phan Kim Oanh. Ai lấy con này chất giả mã nâu cho em ạ. Chỉ có 99k thôi nha các chị ơi. Mã nâu 99k, 65 kg đổ lại vừa. Em nói form này 45-45 kg thì mà cũng ok hết nhá. Rồi lên cho mã nâu cho em ạ. Mã nâu nha các chị ơi, 99k thôi nha. Mã nâu 99k. Trời ơi, một em cổ lọ này, một em cổ lọ xẻ tà hai bên này, một em cổ lọ xẻ tà hai bên nha. Rồi lên cho mã cổ lọ cho em ạ. 120k mã cổ lọ, mã nâu của chị Phạm Thị Chuẩn. Ai lấy comment cho mã cổ lọ cho em nha. 120k form dài quá gối xẻ hai bên. Trời ơi cái màu này mặc cực kỳ tây cho em nhá. Rồi mã cổ lọ ai lấy xin nhanh tay cho mã cổ lọ kèm số điện thoại cho em nhá. Cổ lọ kèm số điện thoại, ai lấy xin nhanh tay cho mã cổ lọ giúp em ạ. Cổ lọ kèm số điện thoại cho em này. Rồi lên một cái màu siêu đẹp này, cổ lọ nha. Trời ơi cái màu đấy các chị mặc đi đâu cũng được nhá. Cổ lọ chị Nhung Vũ chốt hàng kèm số điện thoại cho em nha. Chốt hàng kèm số điện thoại. Ai lấy comment cho em nha. Trời ơi mặc mà mặc chưa kéo hết nữa, nó đẹp là đẹp ở phần dưới này mà. Rồi cái này siêu đẹp cho em nhá. Rồi ok chị Nhung Vũ này, cổ lọ của chị Nhung Vũ, chị Hoài Bùi sau này. Trời ơi 65 kg đổ lại một vừa cho em, cổ lọ hai phân ở dưới là đắt ren nha. Ai lấy cái này chút chà mã tím cho em nha các chị ơi. Mã tím này 65 kg đổ lại một vừa chút chà mã tím cho em nha. Trời ơi đẹp quá các chị ơi. 120k mã tím, ai lấy chút nhanh tay cho em ạ. Tím 120 siêu phẩm nha các chị ơi. Tím 120k, ai lấy chút nhanh tay cho em. Cổ lọ em hết hết rồi nha. Còn rất là nhiều cổ lọ các chị ơi. Còn rất là nhiều cổ lọ luôn, nhưng mà nó sẽ là mã khác nha. Rồi mã tím 120 của chị Hạnh Bích nha. Tím 120k của chị Hạnh Bích này. Chấm bài tương tác nhiệt tình lên cho em nha các chị ơi. Tím 120 của chị Hạnh Bích nha. Rồi con này cho em nha, một con màu xanh siêu đẹp này. 65 kg đổ lại vừa cho em. Các chị có thể là cổ bể hoặc là cổ lọ tùy thích nha. Tím em hết rồi nha. Ai lấy con này comment cho mã xanh cho em ạ. Form này mặc dạng dấu quần nha các chị ơi. Rồi mã xanh 99k kèm số điện thoại cho em nha. Xanh 99 nha các chị ơi, xanh 99 nha. 65 kg form này, tất cả 65 kg, 70 kg cũng có thể bon cho em được luôn. Chất vải nó rất là giãn luôn nha. Rồi mã tím em hết rồi nha các chị ơi, mã tím em hết rồi nha. Rồi lên một con form dài đính đá nha các chị này. Lên một con form dài đính đá nha. Rồi lên cho em mã đen đá cho em ạ. 65 kg đổ lào vừa. Chất giả mã đen đá cho em ạ, chỉ có 99k thôi nha. Rồi đen đá 99k, ai lấy chút nhanh tay cho mã đen đá cho em ạ. 99k mã đen đá kèm số điện thoại cho em nha. Rồi tím em hết rồi nha các chị ơi, chấm bài tương tác nhiệt tình lên cho em nha. Giờ tím em hết rồi. Rồi mã đen đá cho em ạ, 99k mã đen đá kèm số điện thoại cho em. Rồi lên một con đỏ đô siêu đẹp này các chị này. Lên một con đỏ đô siêu đẹp nha. Hai bên là có túi như thế này. Rồi con này dành cho các chị tầm 65 kg đổ lại vừa cho em, form dấu quần. Ai lấy chiếc mã đỏ đô cho em ạ, chỉ có giá là 99k nha. Mã đỏ đô cho em, 99k mã đỏ đô kèm số điện thoại cho em ạ. Chấm bài tương tác nhiệt tình lên cho em nha các chị ơi. Rồi đỏ đô 99k mã đỏ đô kèm số điện thoại nha. 65-70 kg thì gì cũng on trend được hết luôn nha. Rồi đen đá của chị Hạnh Nguyễn này, đen đá của chị Hạnh Nguyễn nha. Rồi con này cho em nha. Rồi lên một con họa tiết siêu lạ luôn, hai bên là nó có dây rút luôn nha các chị ơi. Rồi con này dành các chị 65 kg đổ lại một vừa cho em, lên cho mã họa tiết cho em nha các chị ơi. Mã họa tiết này 65 kg đổ lại một vừa cho em, hai bên có dây rút. Lên cho mã họa tiết kèm số điện thoại cho em nha. Mã họa tiết này. Rồi đen đá của chị Hạnh Nguyễn rồi nha. Rồi mã họa tiết kèm số điện thoại cho em nha. Áo dây mộng mặc dạ không chị ơi, em bán áo phía ngoài thôi. Ai lấy comment cho mã họa tiết cho em ạ. 99k mã họa tiết này, 99k mã họa tiết kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi lên một cái yếm nè các chị này, về các chị vừa phối hợp với những cái áo len hoặc là những cái áo thun ở bên trong rất là cưng nha. Rồi lên cho mã yếm cho em nha. Trời ơi cưng quá chị ơi, yếm mã yếm đuôi cá cho em nhá. 65 kg đổ lại vừa cho em ạ. Lên cho mã yếm kèm số điện thoại cho em nha. 99k mã yếm, 99k kèm số điện thoại. Ai lấy chút nhanh tay cho là mã yếm cho em nha, chỉ có giá là 99k thôi các chị ơi. Yếm ai lấy chút nhanh tay cho mã yếm cho em nha mọi người ơi. Yếm này. Rồi lên một con sọc siêu cưng nha, có phối đen ở dưới như thế này. Con này 65 kg đổ lại vừa cho em ạ. Rồi đảo đô của chị Nhâm Hồng, đảo đô của chị Nhâm Hồng nha. Rồi lên cho mã yếm cho em nha. Rồi con này ai lấy chút cho mã sọc cho em này, 99k
Mã sọc 99k cho em nha, 65 kg đổ lại một vừa cho em ạ. Mã yếm của chị nhâm hồng mất rồi nha, chị Ngân Hà sau. Chị Đó Ngân Hà ơi, qua bên trang cá nhân giúp em đi chị ơi. đó đó là nhâm hoàng À đảo đâu, sorry, yếm của chị Ngân Hà nha, yếm của chị Ngân Hà, sorry chị này. Trời ơi, lên một con đuôi cá hồng này các chị này, có đính đá nhá. Lên một con đuôi cá hồng có đính đá. Con này form này các chị 65 kg đổ lại một vừa cho em. Đây là mã hồng cho em nha các chị ơi, yếm của chị Ngân Hà rồi nha. À lên comment nhanh tay cho là mã hồng cho em ạ. Mã hồng kèm số điện thoại cho em nha. Đầm đen trắng mà trắng mặc chị xem, đầm đen trắng nào chị ơi. À lên comment cho mã hồng cho em ạ. Mã hồng kèm số điện thoại cho em nha. Mã hồng ai lấy chị nhanh tay cho mã hồng cho em ạ. Có áo dài 270 đưa trai cho em chưa? Có rồi mà chị ơi, có rồi nha. Rồi mã hồng ai lấy chút trà mã hồng cho em này. Rồi lên một con form body này các chị này. Lên một con form body cho em nha. Trời ơi dài và xẻ ở phía sau nha. Rồi lên trà mã body cho em ạ. 57 kg đổ lại vừa cho em nha. À, dạ chị ơi, sáng mai sẽ có cái nhân viên check đơn nha. Tại vì chiều nay bên em bận quá, nhân đơn nhiều chứ em chưa có check được khách á. Rồi ai lấy comment trà mã body cho em ạ. 58 kg quay đầu mặt đẹp ạ. Lên trà mã body kèm số điện thoại cho em nha. Rồi mã body ai lấy chiếc nhanh tay là mã body kèm số điện thoại cho em ạ. Có size to đến 70 kg luôn nha chị ơi. Rồi mã body kèm số ai lấy chiếc nhanh tay là mã body giúp em. Mã body kèm số cho em nha. Rồi lên một con siêu đẹp này, phần cổ và phần tay có phối như thế này nha. Ai lấy chiếc mã phối cho em nha các chị ơi. 99k thôi các chị ơi. Trời ơi ở đâu ra có một cái đầm len hàng si nha, chứ không phải hàng mới, hàng Quảng Châu thì nó rẻ rồi. Ai lấy comment cho mã phối cho em ạ. Mã phối 99k nha. Mã phối 99. Ai lấy chiếc nhanh tay cho mã phối cho em ạ. 99k mã phối kèm số điện thoại cho em nha. Rồi lên một con phong suông này. Phong suông thì nói chung là bao nhiêu ký mặc cũng vừa nha các chị ơi. Bao nhiêu ký mặc cũng vừa, nhỏ lớn thì mặc cũng được hết nha. Có dây không chị, là sao chị ơi? Có dây không là sao ạ? Trời ơi, lên một em form suông bao đẹp nhá. Rồi lên một em form suông bao đẹp này. Con này 65 kg quay đầu mặc đẹp luôn cho em nha. 65 kg quay đầu mặc đẹp này, sẽ tà phía trước. Ai lấy comment em mã phối của chị Phạm Thị Duẩn. Ai lấy comment cho mã đỏ đô cho em nha. Trời ơi, chỉ có 99k các chị ơi. Rồi mã đỏ đô 99k kèm số điện thoại cho em nha. Mùa năm mặc có bán không không chị ơi? Rồi mã đỏ đô 99k kèm số điện thoại cho em nha. Đỏ đô 99 nè. Đỏ đô 99 nhá. Rồi lên một em nó là dạng, trời ơi con này mặc cực kỳ tây cho em nha. Con này form suông mặc cực kỳ tây, 65 kg đổ lại mặc vừa cho em. Lên cho mã xám cho em nha. Chỉ có giá là 99k. Mã xám có đầm dây là đầm yếm luôn đó chị ơi. Rồi mã xám 99k kèm số điện thoại cho em nhận. Nhanh tay chút cho mã xám cho em nha. Xám 99k kèm số điện thoại. Ai lấy comment nhanh tay cho mã xám cho em nhá. Rồi mã đỏ đô em hết mất rồi chị. Rồi đỏ đô của chị Ngân Hà nha. Đỏ đô của chị Ngân Hà nha. Rồi mã xám 99k kèm số điện thoại. Ai lấy chút nhanh tay cho em ạ. Con xám đấy cực kỳ tây luôn nha mọi người ơi. Mã xám của chị Ngân Hà, trời ơi. Rồi lên một em form dài quà gối cho em cổ lọ nha. 65 kg đổ lại một vừa cho em ạ. Lên cho mã dài cho em 120k. Mã dài 120 cho em nha. Dài 120k nha các chị ơi. Đỏ đô em hết rồi nha. Dài 120, ai lấy chiếc nhanh tay cho mã dài cho em ạ. 120k mã dài kèm số điện thoại cho em này. Dài 120 nha mọi người ơi. Nhanh tay chốt đi các chị ơi. Dài 120k. Xám của chị Ngân Hà rồi nha. Đỏ đô em hết rồi các chị ơi. Đỏ đô em hết rồi nha. Rồi mã dài 120, ai lấy chiếc nhanh tay cho em nha. Dài 120 này các chị mặc đi chuẩn bị này. Noel tới nơi rồi nha. Trời ơi đẹp quá, họa tiết là hình bông tuyết luôn nha mọi người ơi. Đỏ đô em hết rồi nha, họa tiết là hình bông tuyết này, mặc đi nói chung là Noel thì bao đẹp bao chuẩn rồi. Ai lấy comment cho mã tím cho em ạ. 120 nha. Rồi mã dài của chị Loan Nguyễn, mã dài của chị Loan Nguyễn nha. Ai lấy comment cho mã tím cho em ạ. 120k mã tím nha. Tím 120 cho em ạ. Tím 120k, ai lấy chiếc xe là mã tím cho em. 120 mã tím nha. Rồi lên nó là con này là dạng form xòe cho em nha các chị ơi. 57 kg đổ lại một vừa cho em nha. Rồi 57 kg đổ lại một vừa. Ai lấy comment là mã xòe cho em nha các chị ơi. Sao nó cứ vướng sau vậy. Rồi mã xòe, ai lấy chiếc tay cho mã xòe cho em nha. Ở phía dưới nó có làm những cái đường rất là xinh luôn. Rồi mã xòe 99k, mã tím của chị Ngân Hà. Rồi mã xòe, ai lấy chiếc mã xòe cho em ạ. Chỉ có giá là 99k cho em nha. 99k, ai lấy chiếc mã xòe cho em ạ. 57 kg đổ lại một vừa cho em. Chiếc mã xòe 99k kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi mã xòe của chị Chuột Bạch Nguyễn này. Trời ơi lên một con đỏ dáng xòe này. 57 kg quay đầu mặc đẹp cho em nhá. 57 kg quay đầu mặc đẹp. Ai lấy comment cho mã đỏ cho em ạ. 99k mã đỏ kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi 99k, ai lấy chiếc mã đỏ cho em. 99k mã đỏ kèm số điện thoại này.
Rồi xòe của chị chuột Bạch Nguyễn rồi nha. Em hết xòe. Ai lấy cái mấy mã đỏ cho em ạ. Một con form xòe nữa 99k mã đỏ kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi lên một con nâu này các chị này đạo rồi sao chưa có em. Rồi, chị ơi nhắn tin lại cho em nhá. Rồi con này ạ 65kg đổ lạng vừa cho em ạ. Một em full form xuông như thế này nhá. 65kg đổ lạng vừa màu nâu này cực kỳ tây luôn. Mã đỏ của chị Ngân Hà xòe em hết rồi nha. Ai lấy con này comment cho em mã nâu cho em nha. Trời ơi màu cực kỳ tây phối hợp với một đôi bốt giống như mẫu ra mắt là mang là siêu đẹp nhá. Rồi ai lấy comment cho là mã nâu cho em ạ. 65kg đổ lạng vừa cho em form xuông. Chứ cho là mã nâu kèm số điện thoại cho em nha. Chỉ có giá là 99k. Rồi mã nâu 99k kèm số điện thoại cho em ạ. Nâu 99 nhá. Dạ em hết rồi các chị ơi. Dạ em hết rồi nhá. Nâu 99k kèm số điện thoại này. Rồi lên một em họa tiết caro như thế này nhá. Bao đẹp luôn. Rồi 65kg đổ lại vừa cho em lên cho mã hồng cho em ạ. 99k đỏ em hết rồi nhá. Rồi hồng 99k kèm số điện thoại. Ai lấy chút nhanh tay cho mã hồng cho em nhá. Hồng 99k nâu của chị Loan Nguyễn nhá. Hồng 99k kèm số điện thoại cho em này. Form xuông nhá chị ơi. Hồng 99k. Rồi lên một em siêu đẹp và lạ cho em nhá. Rồi con này 65-70kg thì mặc cũng đẹp luôn nha. Nói chung là nó có độ co giãn nên rất là dễ mặc luôn. Rồi con này ai lấy comment cho mã lạ cho em nha. Chỉ có giá là 99k. Rồi mã nâu của chị Loan Nguyễn rồi nha. Mã xe em hết rồi. Ai lấy comment đỏ xe em hết rồi chị Hoàng Trượng ơi. Mã hồng của chị Ngân Hà. Ai lấy con này comment cho mã lạ cho em này. 65-70kg đổ lạ vừa cho em lên cho mã lạ. Mã lạ kèm số điện thoại cho em nha. Mã lạ ai lấy chiếc nhanh tay cho mã lạ cho em nha. Trời ơi lên một con form chuẩn của hàng body nha. Lên một em form chuẩn hàng body này. Rồi con này cổ lọ cho em nha các chị ơi. Một con cổ lọ body nha. Trời ơi form dài quá vốn này. 60kg đổ lại mặc vừa cho em nha. 60kg đổ lại mặc vừa. Ai lấy con này xuất ngay tay cho là mã đỏ 120. Đỏ 120 kèm số điện thoại cho em nha. Rồi mã lạ của chị Nhung Vũ. Mã lạ của chị Nhung Vũ nha. Rồi 120k mã đỏ form dài quá gối hàng dài ít lắm các chị ơi nên chị nào thích dài thì chốt liền cho em nhá. 120k ai lấy comment cho mã đỏ giúp em. 120 đỏ 120 nhá các chị ơi. Hồng em hết rồi nha, hồng em hết rồi. Đỏ 120 ai lấy cho em nhá. 60kg đổ lại vừa cho em ạ. Đỏ của chị Phạm Hạnh nhá, đẹp lắm chị ơi. Đỏ của chị Phạm Hạnh này. Rồi lên một con chất này ít co giãn hơn nha. Con này chất đanh và mịn cho em nhá. Rồi con này 58kg quay đầu mặc đẹp cho em ạ. 58kg quay đầu mặc đẹp. Trời ơi đẹp chưa các chị ơi. Ai lấy con này comment cho mã đen cho em ạ. 120k mã đen. Đen 120 nha các chị ơi. Đen 120. Ai lấy chút nhanh tay cho là mã đen cho em nha. 120k mã đen nha mọi người ơi. Đỏ em hết mất rồi. Đỏ của chị Phạm Hạnh mất rồi nhá. Ai lấy comment cho mã đen 120. 58kg quay đầu mặc đẹp cho em nha. 58kg quay đầu mặc đẹp. Ai lấy comment cho mã đen cho em ạ. 120k mã đen nha. Đen 120 đúng rồi. Rồi con này cho em nhắc chị ơi. Rồi lên một con nâu này. Con này form xuông cho em có đuôi cá nhẹ ở dưới nhá. Rồi đen 120 của chị Phạm Thị Chuẩn. Con này 65kg đổ lại mặc vừa cho em. Lên cho mã nâu cho em ạ. 99k. Mã nâu 99k. Ai lấy chiếc nhanh tay cho mã nâu giúp em nha. Chị nào hỏi đầm dây này. Nâu 99k kèm số điện thoại. Ai lấy chiếc nhanh tay cho mã nâu giúp em nhá. Rồi mã đỏ em hết rồi chị Đỗ Luyến ơi. Đỏ em hết rồi nhá. Chị không chốt được xòe chị Uyên Nguyên ơi. Tại vì em like bằng hai máy á. Máy kia các chị kia đi trước rồi nha. Trời ơi. Rồi lên một con dáng dài bao đẹp cho mọi người nha. Con này 60kg đổ lại mặc vừa cho em. Ai lấy con này xuất trả mã dây cho em nha. Con này em sẽ các chị với giá chỉ có 99k. Rồi mã chị ơi mã mã dây ạ. Lấy comment cho mã dây giúp em ạ. 99k mã dây. 99k mã dây nha mọi người ơi. Mã dây 99k. Ai lấy xuất cho em nha. Dây 99 ạ. Xuất đúng mã cho em nha các chị ơi. Dây 99 cho em nha. Cái này các chị không cần phải đập đến. Nói chung là không cần phải hỏi tới là cái số ký nữa. Tại vì bao nhiêu ký cũng được nhá. Rồi mã dây 99k. Ai lấy chiếc xe là mã dây cho em nha. Trời ơi lên một em tay loe này. Mã dây của chị Loan Jimmy. Mã dây của chị Loan Jimmy. Trời ơi lên một con phối màu tay loe nha. Con này 6 hả? Chị này vừa trước hình như trước cái nhân họ không nói làm gì á. Loan Jimmy á. Con này 65kg đổ lại mặc vừa cho em nhá. Chốt hàng chắc chắn cho em nhá. Rồi ai lấy comment nhanh tay cho em nha. Một con tay loe siêu đẹp này các chị ơi. Lên một con tay loe siêu đẹp nhá. Con này tầm 65kg đổ lại mặc vừa cho em. Lên cho là mã tay loe cho em ạ. 99k mã tay loe nha các chị ơi. 99k mã tay loe. Ai lấy chút nhanh tay cho là mã tay loe giúp em nhá. 99k mã tay loe kèm số điện thoại cho em này. Trời ơi lên một con siêu đẹp này. Lên một con siêu đẹp xẻ tà hai bên nha. Chị nghĩ là nên thả tóc thì tốt hơn tại vì chú nhiều. Rồi xả rồi cổ lọ này các chị ơi. Rồi con này siêu đẹp cho em nha. Con này siêu đẹp này. Trời ơi mã dài nha. Nhanh tay chút là mã đen dài cho em ạ. 120k. Đen dài 120 cho em nha. Đen dài 120 hai bên có xẻ tà. Trời ơi cực kỳ tây nhá.
120k chiếc da mã đen dài cho em nha, 65kg quay đầu mặc đẹp cho em ạ. 120 ai lấy chiếc em dài cho em ạ. 120k mã đen dài kèm túi hiện tại cho em nhá. 120 mã đen dài ai lấy chiếc em nhá. Mã cả thanh mặc 65kg vừa nha chị ơi, vừa nha. 65kg nói chung mẫu nào của chị cũng vừa luôn nè, tại vì hàng này nó có độ co giãn rất là tốt luôn nhá. Đen dài 120 ai lấy chiếc em nhá. Đen dài của chị Trâm Lê Phạm, đen dài của chị Trâm Lê Phạm nhá. Rồi ok chị Lan Jimmy này, mã dây em còn này, trời ơi lên một con tay siêu đẹp nhá. Lên một con tay siêu đẹp này, con này 60kg đổ lại một vừa cho em nhá. Rồi đen dài của chị Trâm Lê Phạm rồi ạ. Ai lấy con này comment cho em nhá. Dạ đúng rồi, nói chung hàng này em cảm thấy em không bán được nên em sẽ rẻ các chị thôi. Chứ bình thường em nghĩ trong đầu là em phải bán 130 là ít nhất đấy. Tại vì hàng này như em bán 99k là em chỉ có lời được 17.000 thôi, không ai bán như em đâu. Con này lên cho mã tay đẹp cho em nha. Rồi mã tay đẹp ai lấy cho em nha. Tay đẹp 99k. Tay đẹp 99k ai lấy cho em, tay cho mã tay đẹp giúp em nha. 99k mã tay đẹp, con nào siêu lạ và đẹp luôn. 99k mã tay đẹp ai lấy cho em, tay cho em nha. Rồi lên một con nâu siêu đẹp này, con này 65kg đổ lại một vừa cho em nha. 65kg đổ lại một vừa cho em này. Form dài quá ngốn này, ở đâu bạn các chị một cái body nha. Hàng này bên trang những cái trang lớn ở bên Gia Lai họ bán 179k, em không hề nói điêu luôn. Rồi mã tay đẹp của chị Ý Nguyên, trời ơi mã nâu cho em nha. Trời ơi 60kg đổ lại vừa cho em. Hàng này hàng len mông Toki, nó không có quá dày nên các chị không, nó không có quá dày đâu nên nói chung là các chị ở vùng nào mà cũng được nhá. Tay đẹp của chị Ý Nguyên. Rồi con này lên cho mã nâu cho em ạ, 99k nha. 60kg đổ lại vừa cho em ạ. Mã nâu 99k kèm số điện thoại, ai lấy chiếc em tay cho mã nâu giúp em nhá. 99k mã nâu kèm số điện thoại cho em này. Rồi mã nâu của chị Phạm Hạnh này, mã nâu của chị Phạm Hạnh nhá. Trời ơi lên một em form nha, form dài cho em nha. Form dài ở dưới là có hơi lê lê đuôi cá nhá. Rồi lên cho mã yếm cho em nha chị ơi. Mã yếm này 65kg đổ lại vừa cho em. Yếm 99k ai lấy chiếc em tay cho mã yếm cho em ạ. 99k mã yếm kèm số điện thoại cho em nhá. Mã nâu của chị Phạm Hạnh rồi ạ. Tay đẹp em hết rồi nha. Ai lấy comment cho mã yếm giúp em ạ. 99k mã yếm nhá. Yếm 99k kèm số điện thoại cho em ạ. Yếm 99k nhá. Nói chung về số ký thì các chị không cần phải lo nữa nhá. Rồi con này cho em ạ. Nói chung là print size 65kg đổ lại vừa cho em ạ. Hai bên có xẻ tà nha, màu mận siêu đẹp luôn. Rồi con này ai lấy chiếc da mã mận cho em nhá. Chị ơi chỉ có giá là 99k. Rồi mã mận 99k kèm số điện thoại. Ai lấy chiếc tay cho mã mận giúp em nhá. 99k mã mận kèm số điện thoại cho em này. Mận 99k ai lấy chiếc nhanh tay cho mã mận cho em nha. Yếm của chị Ngân Hà, mã yếm của chị Ngân Hà. Rồi mã mận ai lấy comment cho mã mận cho em. Trời ơi một con form dài nha, ở trên này nó có dây rút nha các chị ơi. Rồi cái này là chất len mỏng cho em, con này là chất len mịn và mỏng nha mọi người ơi. Con này là chất len mịn và mỏng này. Rồi 65-70kg đổ lại vừa cho em ạ. Có dây rút nha mọi người ơi. Ai lấy comment cho em, yếm em hết rồi nha. Ai lấy comment cho mã dây rút cho em này. 120k trời ơi con này cực kỳ tây. 120k lên cho mã dây rút cho em ạ. 120 mã dây rút kèm số điện thoại cho em nhá. Con này 65kg đổ lại vừa cho em ạ. 120k mã dây rút kèm số điện thoại cho em này. Dây rút 120 ai lấy chiếc nhanh tay cho mã dây rút cho em ạ. 120k mã dây rút nhá. Rồi ai lấy comment cho em ạ. Em lên một con siêu phẩm body này, em lên một con siêu phẩm body nhá. Dây rút là 120 form dài quá ngồi, ai lấy thì chốt cho em nhá. Rồi lên một con siêu phẩm body này các chị ơi, một con siêu phẩm body nhá. Dây rút của chị Phạm Hạnh, trời ơi con này 60kg đổ lại một vừa cho em. 60kg đổ lại một vừa, trời ơi cái màu nó cực kỳ sang nha. Chất này chất len gân cho em. Ai lấy comment cho mã body cho em nha. Dây rút em hết rồi. Ai lấy comment cho mã body cho em nè các chị ơi. 120k mã body nha. Hàng dài rất là hiếm luôn. 120k ai lấy comment cho mã body giúp em nha. 120 mã body kèm số điện thoại cho em nè. Body 120 ai lấy chiếc nhanh tay cho em nha. Lên cho mà đúng mã đi các chị ơi. Body 120k ai lấy comment cho mã body giúp em nha. 120 mã body kèm số điện thoại cho em nè. Rồi mã siêu phẩm gì chị Phạm ơi, lên cho mã body cho em nha. Rồi con này là dạng tròn nha, con này là dạng tròn thì nó khổ. Rồi body của chị phút sau như một nha. Nào bạn các chị nhận những cái hàng này các chị không bao giờ, nói chung là không bao giờ cảm thấy giác cho nó cái phí tiền đâu bạn, nó đáng đồng tiền của các chị nha. Rồi con này là một con duy nhất nha. Lên cho mã tròn cho em ạ. Con này nặng đến gần 7-8 lạng luôn nha các chị ơi, cực kỳ dày luôn. Lên cho mã tròn cho em ạ, duy nhất một con thôi nha. Ok này, mã rút dây rút này, mã dây rút của chị Loan Nguyễn nha. Dây rút của chị Loan Nguyễn, tại của chị Phạm Hạnh nha. Rồi mã tròn đỏ cho em nha các chị ơi. Bao nhiêu ký mặc cũng vừa luôn cho em. Tròn đỏ nha, chất vải cực kỳ đanh và đẹp cho em nha. Rồi tròn đỏ, ai lấy comment cho mã tròn đỏ giúp em ạ. Chỉ có giá là 99k. Rồi mã tròn của chị Phạm Thị Chuẩn này, mã tròn của chị Phạm Thị Chuẩn nha. Rồi con
này siêu đẹp cho em nha các chị ơi, một con chở tay nó hơi lê lê như thế này nha. Con này 65kg đổ lại vừa cho em ạ, lên cho mã sọc cho em nha, chỉ có giá là 99k. Rồi mã sọc 99, ai lấy cho em tay cho mã sọc giúp em nha, 99k mã sọc kèm số điện thoại cho em này. Rồi chọn em hết rồi nha, rồi lên cho mã sọc cho em ạ, 99k mã sọc kèm số điện thoại cho em nha. Sọc 99k kèm số điện thoại, ai lấy cho em tay cho em ạ, chọn em hết rồi nha, chọn em hết rồi chị Ngân Hà ơi. Rồi lên cho mã sọc cho em nha, rồi lên một con siêu đẹp nha các chị ơi. Con này form dài tới mắt cá chân luôn nha. Rồi nó là dạng hơi xòe tay của nó là cũng là tay lê luôn. Rồi con này dành cho các chị 60kg quay đầu mặc đẹp cho em, 60kg đổ lại mặc đẹp. Ai lấy comment cho em mã siêu phẩm cho em nha các chị ơi, 120k mã siêu phẩm, trời ơi đẹp lắm luôn nha các chị ơi. Hàng này tất cả là hàng đã cắt lông xù rồi nên các chị yên tâm là bao mịn bao xịn cho mọi người nhá. Rồi 120k lên cho em mã siêu phẩm giúp em nha, siêu phẩm 120 nha các chị ơi, cho em hết nhá. Siêu phẩm 120k, ai lấy cho em mã siêu phẩm giúp em ạ, siêu phẩm 120 nha. Mã choàng của chị Phạm Thị Duẩn nhá, siêu phẩm của chị Phút Sau Như Một ạ, siêu phẩm của chị Phút Sau Như Một nhá. Rồi lên một con yếm hồng chị em ạ, có xẻ tà bao đẹp nha, hàng len trời ơi đẹp quá. Rồi nhanh tay chúng ta mã yếm hồng cho em nha các chị ơi, 65kg quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Rồi siêu phẩm em hết rồi nhá, ai lấy comment cho em nhá. Dạ đúng rồi, nói chung là em không phải là em nói bị đi đâu, tại vì cái hàng này em không có chuyên, em lỡ lấy rồi nên em bán thôi chứ còn em không có chuyên cái hàng này. Rồi lên cho mã yếm hồng cho em nha, mã yếm hồng ai lấy cho em mã yếm hồng giúp em ạ. Yếm hồng chỉ có giá là 99k, siêu phẩm em hết mất rồi nhá. Rồi yếm hồng ai lấy comment cho mã yếm hồng cho em ạ, yếm hồng nha mọi người ơi, siêu đẹp luôn nhá. Rồi lên một con xám siêu đẹp này các chị này, lên một con xám lông chuột nha. Trời ơi form dài quá vốn nè các chị ơi. Rồi form dài quá vốn cho em, con này em theo các chị với giá 99k thôi. Ai lấy comment cho mã xám cho em, nhanh tay các chị ơi, duy nhất một con này em theo các chị với giá 99k. Rồi mã siêu phẩm em hết rồi nha, siêu phẩm em hết rồi. Lên cho mã lông chuột cho em này, mã xám nha các chị ơi, mã xám. Mã xám 99k cho em ạ, 60kg đổ lại vừa cho em nhá. Mã xám 99k, mã xám. Xám 99k kèm số điện thoại, ai lấy cho nhanh tay cho mã xám giúp em nha. Mã xám của chị Phút Sau Như Một nhá. Xám của chị Phút Sau Như Một này. Rồi lên một con chất vải siêu nặng luôn nha. Con này chất vải nặng cho em nha. Con này 65kg đổ lại vừa cho em ạ. 65kg đổ lại một vừa. Ai lấy con này comment cho là mã tím cho em nha các chị ơi. Mã xám của chị Phút Sau Như Một mất rồi. Ai lấy comment cho mã tím cho em nha. 65kg đổ lại một vừa cho em ạ. Mã tím trời ơi đẹp quá các chị ơi. Mã tím mà chỉ có giá 99k thôi. 99k lên cho mã tím cho em nhá. Cái treo như thế nào rồi tí nữa em sẽ lên nhá. Rồi mã tím 99k, ai lấy xe mã tím cho em nhá. 65kg đổ lại vừa cho em ạ. Tím 99k kèm số điện thoại. Ai lấy chiếc nhanh tay cho mã tím giúp em nhá. 99k. Trời ơi, lên một con rêu siêu đỉnh nè mọi người ơi. Mã xám em hết mất rồi nha chị ơi, em còn mã tím nhá. Rồi con này có hơi lê đuôi cá ở dưới này, form sọc là phong xu cho em nhá. 60kg đổ lại một vừa cho em ạ, lên cho mã rêu cho em ạ, chỉ có giá là 99k. Rồi mã rêu 99k, mã rêu kèm số điện thoại cho em nhá. Rêu 99 nhá. Rồi rêu 99k kèm số điện thoại cho em. Rồi rêu 99k nha các chị ơi. Các chị cứ thoát ra vô lại sẽ mạng nó sẽ nhanh hơn nhá. Rồi mã rêu 99k, ai lấy chiếc nhanh tay cho em nhá. Trời ơi toàn cái đẹp tại hàng này, hàng đếm không phải hàng kiện đâu các chị ơi. Hàng đếm em tuyển từng cái luôn á chứ không phải là hàng kiện đâu. Trời ơi con này đẹp chưa. Rồi con này một con thêu nha mọi người ơi, con thêu ở tay và phần ngực như thế này, duy nhất một con. Ai lấy chiếc xe mã thêu cho em ạ, 120k mã thêu nhá. 120k mã thêu, mã rêu của chị Lan Bùi. 120k ai lấy chiếc xe mã thêu giúp em nhá. Thêu 120, duy nhất một con thêu thôi. Vừa là len vừa là thêu thì không có nhiều đâu các chị ơi. Thêu 120k ai lấy chiếc xe mã thêu cho em nhá. Rêu của chị Lan Bùi ạ. Ai lấy để coi em coi hình như còn rêu á, để coi nha. Ai lấy comment cho em nha. Rồi con này cho em nha, một con sọc siêu đẹp nhá, hai bên là có túi nhá. 65kg đổ lại một vừa cho em ạ. 65kg đổ lại một vừa. Ai lấy con này chút nhanh tay cho em nhá. Rồi bạn là mã tím của chị Nhâm Hồng, mã tím của chị Nhâm Hồng nhá. Ai lấy con này comment nhanh tay cho em mã sọc cho em ạ, với giá chỉ có 99k nhá. Sọc 99 nha các chị ơi, sọc 99 này. 65kg đổ lại một vừa cho em ạ. Sọc 99 kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi mã sọc 99 nhá. Rồi mã tím của chị Nhâm Hồng rồi ạ. À. Cái nào cũng muốn mua. Rồi mã sọc 99, ai lấy cho em tay cho mã sọc giúp em ạ. 99k mã sọc kèm số điện thoại cho em nhá. Nhớ con rêu rồi nó còn mà. Rồi coi lại của chị Ngọc Anh này. Mã rêu của Ngọc Anh ghi vô để có gì tí nữa tìm sau rồi ấy. Rồi lên một con form suông bao đẹp cho mọi người nhá. Trời ơi một bên nó có một cái hàng nút siêu đẹp nhá. Con này 65kg đổ lại một vừa cho em ạ. 65kg đổ lại một vừa. Ai lấy con này chứ chả mã nâu cho em ạ. 99k nó có quá rẻ không các chị ơi.
Rồi mã nâu 99k, ai lấy cho nhanh tay trả mã nâu giúp em nhá. 99k mã nâu này mọi người ơi. 99k mọi người lấy chút ra mã nâu giúp em ạ. 99k mã nâu kèm số điện thoại cho em nha. 65kg đổ lại mọi người cho em nha. Mã nâu 99 ai lấy chút cho em nha. Rồi cảm ơn chị Lê Hạnh nha. Rồi 99k mã nâu. Mã nâu của chị Lan Bùi. Mã nâu của chị Lan Bùi nha. Nâu của chị Lan Bùi. Rồi lên một con yếm xanh siêu đẹp này mọi người ơi. Lên một con yếm xanh siêu đẹp nha. Con này dành cho các chị 65kg quay đầu mặc đẹp cho em nha. 65-70kg cũng đẹp luôn. Trời ơi đẹp quá chị ơi. Rồi con này cho em nha. Trời ơi, lên cho mã yếm cho em. Mã yếm cho em ạ, 99k mã yếm này cực kỳ phong cách luôn nha các chị ơi. Mã yếm 99, ai lấy chút nhanh tay cho mã yếm giúp em nha. 99k mã yếm kèm số điện thoại cho em này. Mã nâu em hết rồi nha. Rồi. Mã nâu em hết rồi nha. Ai lấy cho mấy cho mã yếm cho em ạ. 99k mã yếm kèm số điện thoại cho em này. Yếm 99k nâu em hết rồi, thì này em sẽ qua mã khác nha mọi người ơi. Thì này em sẽ qua mã khác nha. Rồi ai lấy comment cho em là mã yếm xanh. Rồi yếm xanh của ai ạ? Yếm xanh của chị Phạm Thị Duẩn nha. Yếm xanh của chị Phạm Thị Duẩn này. Rồi lên một con đỏ này, trời ơi cổ chốt cơ siêu đẹp luôn. Con này là siêu phẩm nha mọi người. Con này là siêu phẩm nha. Rồi lên cho mã đỏ, đỏ 120. Đỏ 120k, ai lấy cho mã đỏ giúp em ạ. 120k mã đỏ nha mọi người. Trời ơi đẹp quá, cổ chốt cơ nha. Đỏ 120, con này vừa đẹp vừa sang cho em nha. Rất là trẻ trung luôn. Rồi đỏ 120k, ai lấy comment cho mã đỏ giúp em ạ. 120k mã đỏ kèm số điện thoại cho em nha. Đỏ 120 ai lấy comment nhanh tay cho em ạ. Yếm xanh em hết rồi nha. Đỏ 120 ai lấy chút cho em này. Đỏ của chị Loan Nguyễn này. Đỏ của chị Loan Nguyễn nhá. Rồi lên một con hình siêu đẹp cho em nhá. Mã theo siêu phẩm còn không? Hết rồi. Theo của em. Mã theo em hết hết rồi chị ơi. Đỏ siêu phẩm, đỏ siêu phẩm có người chốt rồi chị Ngân Hà ơi. Chị qua bên trang cá nhân cho nó nhanh hơn nhá. Hả? Rồi mã theo của chị Ngân Hà nhá. Mã theo của chị Ngân Hà. Rồi con này lên cho mã hình cho em là các chị này. Trời ơi, form resize 65kg quay đầu mặc đẹp cho em. Lên cho là mã hình cho em nha. Mã hình 99k mã hình này các chị ơi. Mã hình 99k. Trời ơi, nó đẹp như thế này. Mã hình 99k ai lấy chút nhanh tay cho em nhá. Rồi mã theo của chị Ngân Hà rồi nhá. Mã theo của chị Ngân Hà. Rồi lên cho là mã hình cho em ạ. À. Con đó là lên cho là mã hình cho em nha. Mã hình 99k của chị Hoàng Thùy. Trời ơi, ở dưới là đuôi đuôi cá này. Trời ơi, cái phần tay này trời ơi đẹp quá. Lên ra mã đuôi cá 120 cho em ạ. Mã hình em hết rồi nhá. Đuôi cá 120k ai lấy cho tay trả mã đuôi cá giúp em này. 120k mã đuôi cá nha. Siêu đẹp các chị ơi, siêu đẹp. Nhìn nó giống như một set nhưng thực ra nó là nó liền nhau nhá. Rồi mã đỏ em hết rồi ạ. Đỏ em hết rồi nhá. Rồi mã hình em hết rồi. Lên cho mã gì đó mã. Mã đuôi cá, mã đuôi cá cho em nha. Đuôi cá hình em hết rồi. Sao con này nó chuyển gì vậy? Có cái gen ở dưới nó giá trị lên này. Trời ơi, con này chất ra mã tím cho em nhá. 65kg đổ lại vừa cho em ạ. Đuôi cá của chị Hoàng Thùy. Đuôi cá của chị Hoàng Thùy nha. Ai lấy comment nhanh tay cho mã tím cho em ạ. 65kg đuôi cá em hết rồi. 65kg đổ lại một vừa cho em ạ. Lên cho mã tím cho em ạ. Chỉ có giá là 99k nha. Mã tím 99, ai lấy chút nhanh tay cho mã tím cho em ạ. 99k mã tím nha. Đuôi cá em hết rồi chị ơi. Đuôi cá em hết rồi nha. Tím 99 ai lấy chút nhanh tay cho em ạ. Tím 99k kèm số điện thoại cho em nha. Rồi lên một cái màu siêu lạ luôn. Và cái chất vải này là chất vải nặng cho em nha. Chất vải nặng và cực kỳ ấm. Rồi con này ạ, lên cho mã lạ cho em nè các chị ơi. 65 form này là form freestyle, form suông nha. Rồi ai lấy comment cho mã lạ cho em ạ. Chỉ có giá 99k. Trời ơi con này mà mặc đi với một đôi giày thể thao quá là tuyệt luôn nha. Rồi mã lạ hàng si nha chị ơi. Hàng si là mới có giá trị nha. Hàng chuyện riêng hàng váy len này, chúc em đã bán hàng váy len Quảng Châu rồi. Nhưng mà chị nào đã biết thì nói chung chị nào đã biết tới hàng si á, thì nó mới biết là hàng si nó giá trị hơn hàng Quảng Châu rất là nhiều. Hàng Quảng Châu hàng mới trước em chỉ bán 65 đến 70 nghìn một con thôi. Mã đuôi cá em hết rồi, đuôi cá em hết rồi, em còn mã lạ nha, em còn mã lạ. Trời ơi lên một con nâu siêu đẹp. Nó đẹp là ở cái phần nha, đến gần cho mọi người xem cái phần đẹp, phần vải của nó làm những cái điểm nhấn nhá. Rồi mã đuôi cá em hết rồi. Ai lấy comment nhanh tay cho mã nâu cho em ạ. 99k mã nâu. Nâu 99k cho em nha. Nâu 99k mã lạ của chị Lan Anh. Mã lạ của chị Lan Anh nha. Nói chung chị nào đã hay xài hàng này thì biết là chất vải nó khác hẳn so với hàng Quảng Châu. Rồi lên cho là mã nâu cho em ạ. 99k mã nâu nha. Nâu 99k. Ai lấy comment cho mã nâu cho em ạ. Mã nâu của chị Chuột Bạch Nguyễn nha. Mã nâu của chị Chuột Bạch Nguyễn này. Đuôi cá em hết rồi nha chị Thanh Thủy ơi. Đuôi cá em hết rồi nha. Rồi lên một con ren siêu đẹp nha các chị ơi. Trời ơi con này xuất sắc nha, duy nhất một con. Rồi 65kg đổ làm một vừa cho em. Lên cho mã ren cho em nha. Chất vải bao đẹp bác sĩ cho mọi người luôn. Cực kỳ nặng nha.
Ai lấy cái meta mã ren cho em ạ? 120k mã ren, 120 mã ren nha các chị ơi. Lâu em hết rồi nha. Ren 120 cho em ạ. Bao đẹp bao xịn cho mọi người luôn. 120k ai lấy cái meta mã ren cho em ạ? 120 mã ren nha mọi người ơi. Đúng mã em đọc nhá. Đúng mã em đọc và các chị chốt nhanh tay cho em nhá. Ren của chị Phạm Thị Chuẩn nhá. Kiến thức sao như một sau. Ren của chị Phạm Thị Chuẩn. Rồi lên cho mã yếm cho em. Trời ơi đẹp quá. Con này mặc ngược. Rồi con này có sẻ ở phía sau nha các chị ơi. Lên cho mã yếm đen cho em này, có sẻ ở phía sau siêu đẹp luôn nhá. Rồi mã yếm đen ai lấy chiếc là mã yếm đen cho em. Mã yếm đen cho mọi người ơi, mã yếm đen nhá. 65kg đổ lại một vừa cho em ạ. 99k yếm ai lấy comment cho mã yếm cho em ạ. 99k mã yếm kèm số điện thoại cho em nhá. Yếm 99 ai lấy chiếc nhanh tay cho em ạ. Đen lắm hết rồi nhá. Dạ đúng rồi, em cũng xài toàn hàng si không, nói thiệt luôn. Tại vì với cái số tiền đó mình ra chợ mình mua hàng nó không được như ý của mình, nhưng mà hàng xin nếu mà mình biết chọn có mắt thẩm mỹ thì nó rất là đẹp, ngang với hàng shop và có thể là hơn hàng shop luôn. Rồi hai bên là có sẻ tà 65kg đổ lại một vừa cho em nha. Yếm đen của chị Phạm Thị Chuẩn nha. Ai lấy comment nhanh tay cho em nha. Chiều chưa chốt được chị ơi, sáng mai em chốt hết nha. Ai lấy comment cho mã vàng chị em nè các chị này, đẹp chưa các chị ơi, vàng nha. 65kg đổ lại vừa cho em ạ. Tà trước ngắn hơn tà sau. Ai lấy comment cho mã vàng cho em ạ. Chỉ có giá là 99k thôi. Mã vàng 99 ai lấy chiếc xe mã vàng cho em nha. Yếm em hết rồi nha. Mã vàng 99 ai lấy chiếc xe mã vàng cho em ạ. 99k mã vàng. Em có đúng một con vàng duy nhất, không có con thứ hai luôn, không có con thứ hai nào màu vàng luôn nhá. Rồi lên một con màu yếm, trời ơi yếm mà màu lông chuột nha các chị ơi. Form là form dài quá gối cho em nha. Trời ơi dài, nó dài miên man. Trời ơi lên cho mã xám cho em. Các chị mà thích yếm mà không chốt con này là một sai lầm nhá. Mã vàng của chị Ý Nguyên. Rồi lên cho mã xám nè các chị này, 65kg đổ lại vừa cho em ạ. Mã xám trời ơi 99k một con yếm như thế này, đi với một đôi vô Quảng Châu 100 mấy thôi là các chị đã nhìn sang chảnh và cuốn hộ rồi. Ai lấy comment cho em nha. Mã vàng em hết rồi nha. Nói chung chỉ cần biết mình biết phối đồ thôi là nó đẹp hết đó các chị. Rồi mã vàng em hết rồi nhá. Trời ơi mã yếm xám ai lấy chút cho em nhá. Rồi con này ạ, một con freestyle cho em nhá. 65kg đổ lại vừa cho em ạ. Hai bên nó có phối như thế này. Trời đẹp chưa? Con này màu này cực kỳ tây. Rồi con này là dạng dấu quần, mặc với một cái quần đùi như mẫu đang mặc và đi một cái đôi bốt này thì còn gì bằng nhá. Rồi ai lấy comment cho mã nâu cho em ạ. 99k mã nâu nhá. Hào đang chốt hàng lên số điện thoại cho em nhá. Mã vàng em hết rồi, em còn mã xám nhá. Rồi lên cho mã nâu cho em này. Trời ơi 99k một em. Rồi mã nâu 99k ai lấy chiếc xe mã nâu cho em ạ. Chị Hào đang chốt hàng thì lên số điện thoại cho em nhá. Mã nâu của chị Chuột Bạch Nguyễn nhá. Mã nâu của chị Chuột Bạch Nguyễn này. Rồi lên một em màu kem cho em nha. Lên một em màu kem. Con này có mũ này form freestyle cho em nha. Form này cực kỳ thể thao. Rồi con này về phối một đôi bốt hoặc là một đôi giày thể thao siêu đẹp cho em ạ. Con này có mũ nhá. Ai lấy comment cho mã có mũ cho em ạ. Form dấu quần nhá. Mã nâu của chị Chuột Bạch Nguyễn. Chị Hào đang chốt hàng dám lên số điện thoại cho em nhá. Ai lấy comment nhanh tay cho em ạ. Mã xám em hết rồi, mã nâu em hết rồi. Ai lấy cái này comment cho mã có mũ cho em ạ. Mã có mũ nhá các chị ơi. 99k mã có mũ này. Có mũ 99 ai lấy cho em nha. Nâu em hết rồi mọi người ơi. Rồi có mũ 99 ai lấy nhanh tay cho mã có mũ cho em này. Trời ơi lên một con bao đẹp bao xịn sò cho mọi người nhá. Rồi con này 65kg quay đầu, hai bên sẻ tà và cổ lọ cho em ạ. Trời ơi cái tay của nó cũng là sẻ tà. Em đeo cái kia đẹp hơn ạ. Cái tay cũng nào cũng nó sẻ tà luôn nha. 120k lên cho mã siêu phẩm cho em ạ. Có mũ của chị Ý Nguyên, có mũ của chị Ý Nguyên nhá. Rồi lên cho mã sẻ tà cho em nha. 120k mã sẻ tà này. Sẻ tà 120 nhanh tay các chị ơi. Form dài quá gối tay nó cũng là sẻ tà luôn và cổ lọ nhá. Sẻ tà 120k ai lấy chiếc nhanh tay cho mã sẻ tà cho em ạ. 120k mã sẻ tà kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi 65kg quay đầu mặc đẹp cho em ạ. Có mũ em hết rồi nhá. Có mũ em hết rồi. Rồi sẻ tà 120 ai lấy chiếc xe mã sẻ tà cho em ạ. 120k mã sẻ tà nhá. Sẻ tà của chị Hoài Bùi này. Trời ơi con này mặc ngược má ơi. Rồi con này cho em nhá. 65kg đổ lại phải mặc ngược mà mặc trái. 65kg đổ lại một vừa cho em ạ. Lên cho mã đen cho em nhá các chị ơi. Nó phối đen này đẹp chưa. Trời ơi 99k chút nhanh tay cho mã đen cho em nhá. 99k mã đen kèm số điện thoại cho em ạ. Em có đúng 150 con thôi, không có nhiều đâu. Sẻ tà em hết rồi nha. Sẻ tà em hết rồi. Rồi lên cho mã đen ạ. 120 mã đen 99k ai lấy chút cho mã đen cho em nha. 99k. Rồi lên một em form resize. Trời ơi con này tây 5kg đổ lại một vừa cho em ạ. Lên cho mã sọc nâu cho em nha. Sẻ tà hai bên. Rồi sọc nâu nha. Rồi mã đen đen của chị Lan Anh. Ai lấy comment cho mã sọc nâu cho em ạ. 99k mã sọc nâu. Sọc nâu 99k nhanh tay chốt các chị ơi. Em chỉ còn ít thôi. Sọc nâu 99 ai lấy chút nhanh tay cho em nha. 65kg đổ lại vừa cho em ạ. Sọc nâu 99 ai lấy chút nhanh tay cho mã sọc nâu nha.
Con đó là Fabrisa bao nhiêu ký mà cũng vừa và là cực kỳ tây. Rồi con này một em dạng thổ cẩm cho em nhá. 60 kg đổ là một vừa cho em ạ. 60 kg đổ là một vừa sọc nâu của chị Phạm Hạnh nha. 60 kg đổ là một vừa. Ai lấy comment cho mã thổ cẩm cho em nha chị ơi. Mã thổ cẩm ai lấy cho em tay cho mã thổ cẩm giúp em ạ. Mã thổ cẩm 99k. Mã thổ cẩm ai lấy comment nhanh tay cho em là mã thổ cẩm giúp em ạ. 99k mã thổ cẩm nha. Thổ cẩm 99k kèm số điện thoại. Sọc nâu em hết mất rồi nha. Sọc nâu em hết mất rồi ạ. Rồi mã sọc nâu Hương Bình xong mất rồi chị Hương Bình ơi. Đầm canh mặt bao nhiêu ký mặc vừa? 65 kg đổ lại mặc vừa cho em ạ. Một con yếm đen nha, xẻ tà đằng trước bao xịn sò cho mọi người luôn. Yếm đen 99, ai lấy chiếc nhanh tay cho mã yếm đen giúp em nha. 99k mã yếm đen này. Yếm đen 99, ai lấy chiếc nhanh tay cho em nè mọi người ơi. Thổ cẩm của chị Ý Nguyên nha. Thổ cẩm của chị Ý Nguyên. Rồi yếm đen 99, ai lấy chiếc nhanh tay cho em là mã yếm đen giúp em. 99k mã yếm đen nha. Rồi lên một con cò mũ này, con này là chất chất len len giống như len lông cừu nhá. Con này cực kỳ nặng luôn. Trời ơi con này đẹp lắm các chị ơi. Rồi lên cho mã siêu phẩm cho em nha các chị ơi. Con này đúng siêu phẩm luôn nha. Các chị về sờ mệnh hàng thì biết nhá. 120k mã siêu phẩm nha. Con này là rồi mã thổ cẩm của chị Ý Nguyên rồi ạ. Rồi mã siêu phẩm 120 phía sau là có mũ xẻ tà hai bên nha. Cổ tay của nó là tay cánh rơi. Mã siêu phẩm 120 cho em, ai lấy cho em tay cho mã siêu phẩm giúp em ạ. 120k mã siêu phẩm nha. 120k ai lấy cho em tay cho mã siêu phẩm giúp em ạ. Mã siêu phẩm. Mã siêu phẩm 120 nha chị Phạm Thị Duyệt ơi, chúc trúng mã cho em nhá. Mã siêu phẩm của chị Chu Liên, mã siêu phẩm của chị Chu Liên này. Trời ơi. Rồi lên một con như thế này các chị về phố với một cái quần đùi như màu đang mặc nhá. Con này 65 kg đổ lại mặc vừa cho em ạ. Lên cho mã đỏ đôi cho em. Con này em xả các chị 99k. Rồi mã đỏ đô 99 ai lấy chiếc nhanh tay cho em nhá. Siêu phẩm của chị Dương Liên rồi nhá. Rồi mã đỏ đô 99 ai lấy chiếc nhanh tay cho mã đỏ đô cho em này. 65 kg đổ lại vừa cho em ạ. Về phố với một cái quần đùi siêu đẹp luôn. Quần đùi trắng, quần đùi đen đều đẹp nhá. Rồi ai lấy comment cho mã đỏ đô cho em ạ. 99k mã đỏ đô nha mọi người ơi. Đỏ đô 99 ai lấy chiếc nhanh tay cho em này. Trời ơi một con xòe. Rồi chị nằm 57 kg đổ lại vừa cho em. Trời ơi chút nhanh tay cho mã xòe cho em nha. 99k mã xòe 99 ai lấy chút nhanh tay cho em này. 99k mã xòe mọi người ơi. Xòe xòe mã đỏ đô của chị Dương Liên nha. Mã xòe 99 cho em 57 kg đổ lại một vừa nha. Đỏ đô em hết rồi. Đỏ đô em hết rồi em còn thon xòe. Ai lấy chút cho mã xòe cho em nha. Rồi lên một con siêu đẹp ở dưới hơi lê đuôi cá nha mọi người ơi. Ở dưới hơi lê đuôi cá nha. Chị ơi chị Hương Bình ơi em chốt bằng hai máy, chị qua bên trang cá nhân giúp em nhá. Rồi mã xòe của chị phút sau như một nhá. Trời ơi lên cho mã nu cho em này. Ở dưới hơi lê đuôi cá như thế này. Rồi mã nu ai lấy comment cho mã nu giúp em ạ. 99k mã nu nhá. Mã nu 99 ai lấy giúp cho em nhá. Mã xòe em hết rồi, đỏ đô em hết rồi nhá. Rồi mã nu 99k ai lấy giúp cho mã nu giúp em. 99k mã nu kèm số điện thoại cho em nhá. Nu 99 cho em ạ. Em like bằng hai máy nhá. Rồi mã nu 99 ai lấy comment cho em này. Trời ơi lên một con yếm rêu nha mọi người ơi. Con này nha dài quà vô cho em nha. Trời ơi những cái con yếm là toàn bộ là dài. Rồi lên cho mã yếm rêu cho em này. Mã xòe em hết rồi nha. Mã nu của chị phút sau như một. Ai lấy comment cho mã yếm rêu cho em nha. 99k trời ơi xuất sắc. Yếm rêu 99 ai lấy chiếc nhanh tay cho mã yếm rêu cho em ạ. 99k mã yếm rêu. Yếm rêu 99k kèm số điện thoại cho em nha. Yếm rêu 99 này. Rồi lên một con đen siêu đẹp cho em nha. Mã nu em hết rồi nha chị ơi. Nu em hết rồi nha. Rồi con này cho em ạ. Một con đó là dạng áo kiểu như thế này nha. Trời ơi. Rồi lên cho mã đen cho em nha. Đẹp chưa? 99k mã đen này. Chị nào cá tính hốt liền con này cho em nha. Rồi mã đen 99 cho em nha các chị ơi. Mã đen 99 ạ. Mã gì đấy ạ? Mã yếm rêu của ai? Mã nu chị sao mất rồi nha. Yếm rêu của chị Ý Nguyên. Con này ai lấy comment cho mã áo đen cho em nha các chị ơi. 99k mã áo đen. Chị Hương Bình qua trang cá nhân giúp em với. Lai lên cho bên trang mã áo đen nha. Bên trang bét nó chậm quá luôn đấy. Bên trang bét nó chậm lắm. Rồi con này lên cho mã đỏ cho em nhá. Con này 65 kg đổ lại vừa cho em ạ. 99k chứ cho mã đỏ này. Phồn cổ siêu đẹp luôn. Nhanh tay các chị ơi. Rồi mã đỏ ai lên cho bên trang mã đỏ cho em ạ. 99k mã đỏ kèm số điện thoại cho em nha. Đỏ 99 này. Áo kiểu cho chị Phan Kim Oanh nha. Áo kiểu chị Phan Kim Oanh này. Rồi mã đỏ 99 ai lấy chiếc nhanh tay cho em là mã đỏ cho em ạ. 99k mã đỏ nhá. Đỏ 99k cho em ạ. Màu đỏ rất là ít luôn. Và một Noel mà các chị mặc màu đỏ thì quá là tuyệt rồi nha. Nào số ký ạ, bao nhiêu ký mặc cũng vừa các chị ơi. 65 kg mấy cái hàng len này. 65 kg đổ lại là mặc đẹp nhá. Rồi con này cho em nha. Trời ơi một con dáng thể thao có mũ. Rồi nhanh tay chứ cho mã xanh cho em nè các chị ơi. 99k. Rồi mã xanh 99 ai lấy comment cho em nha. 65 kg đổ lại vừa cho em ạ. Mã xanh 99k mã xanh kèm số điện thoại cho em nhá.
Rồi mã đỏ của chị Ý Nguyên, mã đỏ của chị Ý Nguyên nhá. Rồi mã xanh 99K, ai lấy từ bên cho em là mã xanh, giúp em ạ. 99K mã xanh kèm số điện thoại cho em nha. Xanh 99 này. Xanh 99 kèm số điện thoại đỏ em hết rồi nha. Rồi mã xanh của chị Phạm Thị Chuẩn nha. Rồi yếm nâu này mọi người ơi, bao nhiêu ký mặc cũng vừa. Yếm nâu này bao nhiêu ký mặc cũng vừa. Ai lấy con này comment nhanh tay cho em là mã yếm cho em nha. Trời đẹp quá chị ơi, yếm toàn thon dài quá vô hết. Rồi ai lấy comment cho mã yếm cho em ạ, chỉ có giá là 99K. Rồi mã yếm 99, ai lấy cho em là mã yếm cho em nha. 99K mã xanh em hết mất rồi. Yếm 99K kèm số điện thoại cho em nha. 65 kg đồ làm vừa cho em ạ, màu nâu rất là tây luôn. Yếm 99K kèm số điện thoại, ai lấy cho nhanh tay cho mã yếm cho em nha. 99K mã yếm kèm số điện thoại cho em nha. Mã yếm của chị Phạm Thị Chuẩn nha, yếm của chị Phạm Thị Chuẩn, chị Hoa đổ sau. Rồi lên một con siêu phẩm dáng dài tới mắt cá chân luôn. Lên cho mã siêu phẩm cho em ạ, 120K mã siêu phẩm nha. Siêu phẩm 120 kèm số hộ em nha các chị gái nha. Siêu phẩm 120 nha. Siêu phẩm 120 kèm số hộ em nha. Con này freestyle của em là nói chung là vải mông Toki thì rất chi dễ mặc nha chị gái nha. Bao nhiêu, nói chung là bao nhiêu ký mặc cũng được ha. Rồi freestyle con này cho em mã siêu phẩm này. À, mã gì? Siêu phẩm 120K, ai lấy chút nhanh tay cho em nhá. Dài quá gối luôn nhá các chị ơi. Siêu phẩm 120. Ai lấy comment cho mã siêu phẩm cho em nhá. Mã siêu phẩm của chị Lan Bùi. Mã siêu phẩm của chị Lan Bùi rồi nhá. Siêu phẩm của chị Lan Bùi ạ. À. Rồi lên một con siêu đẹp cho em nha. Xẻ hai bên này, con này là dạng dấu quần cho em nha. Rồi lên cho mã nâu cho em nha các chị ơi. Siêu phẩm của chị Lan Bùi. Rồi mã nâu này em sao các chị với giá 99K, ai lấy comment cho mã nâu giúp em nhá. 99K mã nâu kèm số điện thoại cho em này. Nâu 99 mọi người ơi. Nâu 99, ai lấy chiếc mã nâu giúp em nha. 99K màu này cực kỳ tay luôn. Ai lấy comment cho mã nâu cho em ạ. 99K mã nâu nha. 65 kg đổ lại vừa cho em ạ. 99K mã nâu. Mã nâu của chị Hương Bình này. Rồi lên một con yếm nha. Lên một con cho có sách nách chứ phải yếm. Rồi con này nuôi cá cho em này. 60 kg đổ lại vừa cho em. Trời ơi nó đẹp quá các chị ơi. Nhanh tay chiếc mã đuôi cá giúp em ạ, 99K nha. Mũ xanh của chị nhé, chị Phạm Thị Chuẩn ơi. Rồi mã đuôi cá giúp em ạ, 99K mã đuôi cá nha mọi người ơi. Đuôi cá cho em nhá. 60 kg đổ lại một vừa cho em ạ. Đuôi cá giúp em, 99K mã đuôi cá kèm số điện thoại cho em nha. Con này bao đẹp bao xịn cho mọi người luôn. Rồi đuôi cá ai lấy chiếc nhanh tay cho mã đuôi cá giúp em ạ, 99K. Mã nâu, mã nâu, mã nâu hết rồi phải không? Mã nâu của chị Hương Bình rồi nha, chị Ý Nguyên ơi, chốt mã khác cho em nhá. Rồi mã đuôi cá. Mã đuôi cá của chị Lan Anh nha. Đuôi cá của chị Lan Anh này. Rồi con này 65 kg đổ lại vừa cho em ạ. Phối đen ở dưới nha. Rồi đẹp quá chị ơi. Rồi lên cho mã đen cho em ạ. Mã đen giúp em nhá. Rồi mã đen 99K, ai lấy comment cho mã đen giúp em ạ. 99K mã đen kèm số điện thoại cho em ạ. Đen 99 nha mọi người ơi. Đen 99, ai lấy cho em mã đen giúp em nhá. Phối đen siêu đẹp luôn. 99K, ai lấy comment cho mã đen giúp em nha. 99K mã đen kèm số điện thoại cho em ạ. Mã đen nha. Đuôi cá em hết rồi nha chị ơi. Rồi dạ. Rồi mã nâu con gái chị lớn vậy luôn á. Rồi mã ai lấy comment cho em ạ. Mã đen 99 nha. Mã đen chị ơi, đen nha. Đen của chị Phương Vũ Thị. Mã đen của chị Phương Vũ Thị này. Rồi con này cho em nha. Trời ơi đẹp quá chị ơi. Lên cho mã đỏ cho em nha. 65 kg đổ lại một vừa cho em mà em cũng là trùng của Len luôn các chị ơi. Ai lấy comment cho mã đỏ cho em ạ. 99K mã đỏ kèm số điện thoại cho em nha. Đen em hết rồi. Rồi mã đỏ, ai lấy comment cho mã đỏ giúp em nha. 99K mã đỏ kèm số điện thoại cho em này. Đỏ 99 cho em nha. Đỏ 99 này. Rồi lên một em xanh cổ lọ này các chị này. Rồi đỏ 99 kèm số điện thoại cho em ạ. Đen của chị Phương Vũ Thị, đỏ của chị Phạm Hạnh nha. Đỏ của chị Phạm Hạnh này. Trời ơi con này cổ lọ như thế này nha các chị ơi. Rồi đẹp quá, con này form dài quá gối cho em nhá. 120K lên cho mã cổ lọ. Cổ lọ 120 cho em. 65 kg đổ lại vừa cho em. Form dài quá gối, ai lấy comment cho mã cổ lọ giúp em nhá. 120K mã cổ lọ kèm số điện thoại cho em ạ. Đỏ em hết rồi nha. Nói chung là các chị nhìn trong này không thấy được cái chi tiết của những cái dệt của cái len đâu. Khi mà các chị nhận hàng các chị mới thấy nó đẹp như thế nào nhá. Rồi mã cổ lọ cho em ạ. 120K mã cổ lọ cho em nhá. Nó dệt dạng len thừng á, nó dệt dạng thừng thừng rất là đẹp luôn. Cổ lọ của chị Hương Bình, cổ lọ của chị Hương Bình nha. Rồi 58 kg quay đầu mặc đẹp cho em nha. 58 kg quay đầu mặc đẹp này. Ai lấy cái này comment cho mã sọc nâu cho em nha. 99K mã sọc nâu các chị ơi. Trời ơi đi với một cái đôi bốt này siêu xinh luôn nha. Rồi sọc nâu 99, ai lấy chiếc nhanh tay cho em nha. Cảm ơn chị nha. Rồi sọc nâu 99, ai lấy chiếc nhanh tay cho mã sọc nâu giúp em ạ. 99K mã sọc nâu. 58 kg đổ lại một vừa cho em ạ. Cổ lọ em hết rồi nha. Cổ lọ em hết rồi. Ai lấy comment cho mã sọc nâu cho em ạ. 99K mã sọc nâu nha. 58 kg đổ lại một vừa cho em ạ. Sọc nâu 99K kèm số điện thoại cho em ạ. Sọc nâu 99 của chị là tốt sau như một nha.
sập nâu 99 của chị phút sau như một này. Rồi lên một em đuôi cá màu nu này, lên cho mã nu cho em nha. 63 kg, 63-65 kg đổ lại vừa cho em. Lên cho mã nu cho em này, ở dưới là phối nhung nha. Rồi lên cho mã nu cho em ạ, 99k. Mã nu 99k kèm số điện thoại, ai lấy cho nghe tay cho mã nu cho em nhá. 65 kg sập nâu của chị phút sau như một rồi. Ai lấy comment cho mã nu cho em ạ, 99k mã nu. 99k mã nu kèm số điện thoại cho em nhá. Sập nâu em hết rồi nha mọi người ơi, sập nâu em hết rồi nha. Rồi lên một con màu rêu bao đẹp cho mọi người nha. Form này là form suông, 65 kg đổ lại một vừa cho em, 65 kg đổ lại một vừa. Rồi form giả quà vốn 120k lên cho mã rêu, 120k lên cho mã rêu cho em nhá. Sập nâu em hết rồi nha, em còn mã nu. Mã rêu 120 cho em này, rêu 120, ai lấy chút trên tay cho mã rêu cho em nhá. 120k mã rêu này, mã nu của chị Ý Nguyên, mã nu của chị Ý Nguyên nhá. Rồi lên cho mã rêu cho em ạ, 120k mã rêu nha. Form giả quà vốn bao đẹp cho mọi người luôn. Sao đâu lọt cái áo ấy. Trời ơi, áo này đẹp quá. Rồi cái này nó lọt vào một cái áo cho em nhá. 57 kg đổ là áo vừa cho em mặc áo. Ai lấy comment cho mặc áo cho em, sale có chị 70k. Nó bị lọt vô một cái áo. Rồi mã rêu này, mã rêu của chị Lan Anh, mã rêu của chị Lan Anh. Rồi áo cho em nhá các chị ơi, áo 55 kg đổ là áo vừa cho em, sale có chị 70k. Mà áo 70k, ai lấy cho em mặc áo cho em nhá. 70k mà áo thôi nha mọi người ơi. Áo 55 kg đồ là vừa cho em ạ, lên cho em áo giúp em. 70k mà áo kèm số điện thoại cho em nhá. Mà áo của chị Phút Sau như một nè, chị Hoài Bùi Sau nhá. Cái này lên cho là mã mận cho em nè các chị này. Trời ơi đẹp quá. 58 kg đồ là vừa cho em ạ, lên cho mã mận cho em nhá. 99k mã mận, quá đẹp các chị ơi. Mã mận 99k, áo em hết rồi nhá. Mã mận 99k, ai lấy comment nhanh tay cho mã mận giúp em ạ. 99k mã mận kèm số điện thoại cho em nhá. 65 kg đồ là vừa cho em ạ, màu mận nha, màu mận 99k, ai lấy chiếc là mận cho em nhá. Rồi cái này 65 kg đồ là vừa cho em, hai bên có túi luôn, 65 kg đồ là vừa, hai bên có túi. Ai lấy comment nhanh tay cho mã yếm giúp em nhá. Mã mận 99 của chị Hương Bình, ai lấy comment cho mã yếm giúp em ạ, 99k mã yếm nha mọi người ơi. Mã yếm 99k cho em bao nhiêu ký mặc cũng vừa. Rồi mã yếm 99, ai lấy chiếc nhanh tay cho mã yếm giúp em nhá. 99k mã yếm kèm số điện thoại cho em ạ. Rồi lên cái này siêu lạ cho em nhá, mã lên. Chị ơi, mã đen em cũng không nhớ của ai nữa, em thấy ai lên trước là em đọc liền này. Trời ơi, con này nó đẹp. Con này nó đẹp đẹp xuất sắc các chị ơi, con này mặc đi tiệc được luôn nha, bao sang luôn nha các chị ơi. Rồi con này lên cho mã đẹp cho em ạ, 120k, 58 kg đổ lại vừa cho em nha. Mã mận em hết rồi. Ai lên comment cho mã đẹp giúp em nha. Em còn yếm. Ai lên comment cho mã đẹp giúp em ạ, 120k mã đẹp kèm số điện thoại cho em nha. Đẹp 120 nhanh tay các chị ơi. Con này siêu đẹp, 120k nhanh tay các chị ơi. Đẹp 120 nha. À, sao chị để đặt mà không lên nhận, chị bị ảnh comment rồi chị ơi. Mã đẹp của chị chuột Bạch Nguyễn. Trời ơi con là xuất sắc nha chị bập chuột Bạch Nguyễn ơi. Rồi cái này lên cho em là màu lông chuột cho em nha. Một con màu lông chuột cho em này, 65 kg đổ lại một vừa cho em nha. 65 kg đổ lại một vừa, lên cho mã lông chuột cho em ạ. Chỉ có giá là 99k. Rồi mã lông chuột 99 cho em nha. Đẹp em hết rồi. Rồi lông chuột 99 cho em nha. Chị ơi lông chuột 99 này, 65 kg đổ lại vừa cho em ạ. Chút cho mã lông chuột giúp em nha. 99k mã lông chuột kèm số điện thoại cho em ạ. Đẹp em hết rồi nha. Rồi lông chuột 99, ai lấy comment cho mã lông chuột giúp em. 99k mã lông chuột kèm số điện thoại cho em nha. Rồi lên một con màu lạ cho em nha. Rồi mã lông chuột 99 của chị Hương Bình, mã lông chuột 99 của chị Hương Bình nha. Con này 55 kg đổ lạ vừa cho em ạ. 55 kg đổ lạ vừa, phối màu rất là lạ luôn. Ai lấy comment cho mã lạ cho em nha các chị ơi. Đẹp của em mà, đẹp là chị gì đó, chị chuột Bạch Nguyễn lên đầu tiên, sau tới chị Phạm Hành, tới Phạm Thị Chuẩn, mới tới của Tân Hy Nguyễn nhá. Ai lấy con này comment cho là mã lạ cho em nhá các chị ơi. 99k mã lạ kèm số điện thoại cho em nhá. Chuẩn bị Noel rồi các chị ơi. Rồi càng tới Noel thì hàng nó sẽ càng hiếm nhá, nên các chị hốt bây giờ là quá là đẹp luôn. Dạ cảm ơn chị Phạm Thị Chuẩn nhá. Rồi mã lạ, ai lấy comment cho mã lạ cho em nhá. Rồi rồi con này siêu đẹp cho em nha, con này siêu đẹp này. Trời ơi con này 65 kg đổ lại vừa cho em ạ. 65 kg đổ lại vừa đây này mà. 65 kg đổ lại, nói chung là nó sẽ phối như này, kiểu kiểu vậy đó. Nó phối nơ á, kiểu kiểu vậy. Rồi 65 kg đổ lại mặc vừa cho em nhá. Rồi mã lông chuột em hết rồi nha, em còn mã lạ. Ai lấy con này comment cho mã xanh cho em nha các chị ơi. Mã xanh này đẹp chưa, cái phần cổ này nha. Con này là dạng công sở cho em, các chị có thể là mặc đi làm công sở. Lên cho mã công sở cho em ạ, 120k mã công sở 120. Ai lấy chiếc ngay tay cho mã công sở giúp em nhá. Mã lạ của chị Thanh Thúy, mã lạ của chị Thanh Thúy nhá. Mã công sở 120, ai lấy chiếc cho mã công sở giúp em ạ. 120k mã công sở nha mọi người ơi.
Công sở 120 nha. Rồi mặc thơm sở cho em ạ, chút đúng mã cho em nhá. Rồi con này 65kg đổ lại vừa cho em ạ, một con màu nâu rất là tây luôn. Rồi lên cho mã nâu cho em ạ, 99k. Mã nâu 99, ai lấy chút nhanh tay cho mã nâu giúp em nhá. 99k mã nâu kèm số điện thoại cho em này. Mã nâu 99 cho em nhá, nâu 99 nè. Mã công sở của chị Thúy Hằng, mã công sở của chị Thúy Hằng nhá. Rồi công sở của chị Thúy Hằng, xuất hàng chắc chắn cho em nha mọi người ơi. Trời ơi. Rồi hai bên. Rồi lên cho mã rêu cho em nha. Trời ơi. Mã nâu của Thu Trang chốt hàng lên số cho em nha. Chốt hàng lên số điện thoại cho em ạ. Chốt hàng lên số nha mọi người ơi. Chốt hàng lên số nha. Rồi nâu Thu Trang chốt hàng lên số, lên cho mã rêu cho em ạ. 65kg đổ lại vừa. Mã nâu của chị Lan Anh, mã nâu của chị Lan Anh nha. Ai lấy con này comment cho mã rêu cho em ạ. 99k mã rêu kèm số điện thoại cho em nha. Rêu 99 cho em ạ. Rêu 99 kèm số. Ai lấy chiếc nhanh tay cho mã rêu giúp em ạ. 99k mã rêu nha. Mã nâu em hết rồi nha mọi người ơi. Mã nâu em hết rồi nha. Trời ơi, lên một con form dài ba đẹp cho mọi người luôn nha. Rồi mã rêu 99k của chị Thu Trang, mã rêu 99k của chị Thu Trang nha. Trời ơi, con này form dài quá vú như thế này nhá. Bao đẹp bao xịn sò cho mọi người nha. Rồi lên cho mã đen dài cho em ạ. 120k mã đen dài nhá. 60kg đổ lại một vừa, mã nâu em hết rồi. Rồi đen dài 120k, ai lấy comment cho mã đen dài cho em ạ. 120 hàng dài quá vú rất là hiếm luôn nhá. Đen dài 120, ai lấy chiếc tay cho mã đen dài giúp em ạ. 120k mã đen dài nha. Hàng này bên những cái trang ở bên Gia Lai, hàng những cái trang lớn họ bán từ 179.000 nha mọi người ơi, em không thể nói điêu luôn. 120k mã đen dài, ai lấy chiếc mã đen dài cho em ạ. 120 nha. Con này 57kg đổ lại vừa cho em nha. Đen dài 120, ai lấy chiếc tay cho em ạ. Nhanh tay các chị ơi, đen dài 120, ai lấy comment cho em nhá. Rồi lên một con sập này, trời ơi con này nạ chưa, đen dài của chị Sang Sang nha. Rồi lên cho em mã sập cho em ạ, 65kg đổ lại vừa cho em, form này hơi xòe nhá. Rồi đen dài của chị Sang Sang, ai lấy comment cho em mã sập cho em ạ. 99k mã sập 99 cho em nhá. Sập 99, ai lấy chút nhanh tay cho em mã sập giúp em ạ. 99k mã sập kèm số điện thoại cho em ạ. Mã sập 99 cho mọi người ơi. Rồi đen dài em hết rồi nhá, đen dài em hết rồi. Mã sập của chị Loan Nguyễn, mã sập của chị Loan Nguyễn nhá. Rồi lên một con màu siêu lạ luôn nha các chị ơi, lên một con màu lạ này. Rồi con này 60kg đổ lại một vừa cho em nha. 60kg đổ lại một vừa. Lên cho mã lạ cho em ạ. 99k mã lạ 99 cho em nha. Đen dài em hết rồi chị ơi, mã sọc của chị Loan Nguyễn nha. Ai lấy comment cho mã lạ cho em nha các chị ơi. 99k mã lạ này. Lạ 99k kèm số điện thoại cho em nha. Mã lạ giúp em. 99k mã lạ kèm số điện thoại cho em ạ. Hôm nay các chị hốt đi các chị ơi, em cũng không có bán cái hàng này được đâu, tại vì em đánh nhầm kiện thôi. Cái hàng này em không có chuyên á. Rồi mã lạ của chị phút sau như một nha, mã lạ của chị phút sau như một này. Rồi lên một con đuôi cám nhẹ nha. Trời ơi. Con này là đuôi cá từ phần cổ, từ phần tay đến cái phần lai luôn nha. Tất cả nó đều may dạng đuôi cá cho em nha. Trời ơi, đẹp quá. Rồi nhanh tay chút là mã đuôi cá cho em nè các chị này, 120k mã đuôi cá nhá. 57kg đổ lại vừa cho em ạ. Lạ lạ của chị nào rồi ạ? Là của chị phút sau như một rồi nhá. Ai lấy comment cho mã đuôi cá cho em ạ. 120k nha, màu xám nhạt rất là đẹp luôn. Đuôi cá 120 nha các chị ơi. Đuôi cá 120k, ai lấy comment cho mã đuôi cá cho em. 120k mã đuôi cá kèm số điện thoại cho em nha. Đuôi cá 120 cho em nha, không phải kiện chị ạ. Hàng này em tuyển từng con á, hàng này là hàng đếm ạ. Hàng này hàng đếm không phải hàng kiện đó chị ơi. Rồi con này cho em nha, mã đuôi cá 120, ai lấy cho em này. Trời ơi, con này tay von này các chị này. Con này ai lấy comment cho mã tay von cho em nha. Đuôi cá của chị Phạm Thúy Hằng. Con này ai lấy comment cho mã tay von cho em ạ. 60kg đổ lại vừa cho em ạ. Mã tay von cho em nhá. 99k mã tay von 99k kèm số điện thoại cho em nhá. Tay von 99, ai lấy chút nhanh tay cho là mã tay von cho em ạ. 99k mã đuôi cá này. Chị Adro Huệ chốt hàng lên số điện thoại cho em nhá chị ơi. Adro Huệ chốt hàng lên số cho em này. Đuôi cá này, đuôi cá em dồn cho chị Thanh Thúy nhá. Đuôi cá dồn cho chị Thanh Thúy. Phải đuôi cá dồn đơn chị Thanh Thúy này. Mã tay von của chị Hương Bình, mã tay von của chị Hương Bình nhá. Rồi cái này cho em ạ, mã trên là mã chữ cho em nha. 65kg đổ lại vừa cho em ạ, một con màu bận siêu đẹp luôn. Rồi mã chữ ai lấy cho em nha. Chốt hàng kèm số điện thoại, không có số điện thoại em bỏ qua nha. Adro Huệ hình như bên này phải không? À sorry Adro Huệ nha. Chốt con khác cho em nha, chốt con khác cho em. Ai lấy comment cho mã chữ cho em nha các chị ơi. Mã chữ này 99k mã chữ này. Adro Huệ chốt con khác nha. Nhìn không có nhận ra người quen. Ai lấy comment cho mã chữ cho em ạ. Mã chữ 99k kèm số điện thoại cho em ạ. Còn rất là nhiều nha. Ngày mai chốt mã khác. Mã chữ của chị Lan Bùi, mã chữ của chị Lan Bùi nha. Mã chữ của chị Lan Bùi. Rồi con này còn nguyên tang mát cho em nha. Con này còn nguyên tang mát cho em này. Con này 65kg đổ lại vừa cho em nha. Nói chung là bao nhiêu ký mặc cũng vừa các chị ơi. 65kg đổ lại một vừa cho em ạ. Ai lấy comment cho mã. Rồi 60kg đổ lại một vừa, 60 65kg đổ lại một vừa cho em. Con này còn nguyên tem luôn. Ai lấy comment cho mã còn tem cho em nhá.
mã chiếu của chị Lan Bùi mà. Alo, các bạn chào, mã còn tem cho em ạ. 99k mã còn tem nha. Còn tem 99 này, ai lấy cho em là mã còn tem cho em ạ. Rồi lên cho em một siêu phẩm còn nguyên tem mạc như thế này nha. Con này còn nguyên tem mạc luôn. Rồi con này còn nguyên tem mạc cho em nha. Rồi con này ạ, 60kg đổ lại một vừa cho em ạ. 60kg đổ lại một vừa. Trời ơi, đẹp quá chị ơi. 60kg đổ lại một vừa, lên cho em mã đỏ cho em ạ. 120k mã đỏ nha. Đỏ 120, ai lấy cho nhanh tay cho mã đỏ cho em ạ. Còn tem của chị Lan Bùi nha. Đỏ 120, con này cũng còn nguyên tam mát luôn. Hàng dài quá gối cho em 120k nhanh tay các chị ơi. Đỏ 120, ai lấy cho em mã đỏ cho em ạ. 120k mã đỏ kèm số điện thoại cho em nha. Mã đỏ 120 ạ, chút đúng mã nha mọi người ơi. Đỏ 120, ai lấy cho em là mã đỏ cho em ạ. 120k mã đỏ nha. Rồi con này là form vừa cho em nha các chị ơi. Con này là form vừa nha. Con này 65 đỏ của chị Lan Bùi, đỏ của chị Lan Bùi nha. Con này 65kg đổ lại một vừa cho em ạ. Trời ơi, đen đuôi cá này các chị này. Rồi lên cho em mã đuôi cá cho em ạ. 99k mã đuôi cá nha. 99k mã đuôi cá, ai lấy cho em mã đuôi cá cho em. 99k mã đuôi cá kèm số điện thoại cho em nha. Còn tem sau rồi các chị ơi. Dạ, mấy ngày nữa em sẽ về nhiều áo ngực nha, các chị tha hồ chọn nha. Được vừa rồi em kiểu là em chưa bán bao giờ nên em không dám lấy nhiều, em mới lấy có 500 con thôi. Rồi ai lấy comment cho em ạ, đen đuôi cá, ai lấy cho em mã đen nha. Rồi con này một con màu rêu này, mã đỏ em hết rồi nha, mã đỏ em hết rồi chị ơi. Rồi mã đuôi cá đen của chị Lan Anh này. Rồi con này ở phía trên của nó có đính đá nha, hai bên có túi luôn. 65kg đổ lại vừa cho em, chất chất mã rêu cho em ạ. 99k mã rêu kèm số điện thoại cho em nha. Mã rêu 99, ai lấy chiếc xe mã rêu cho em nha. 99k 65kg đổ lại vừa cho em ạ. Đuôi cá em hết rồi nha. Đuôi cá em hết rồi, ai lấy comment cho mã rêu cho em ạ. 99k mã rêu kèm số điện thoại cho em nha. Rêu 99 này. Rồi thấy chị Dung Nguyễn Nguyễn nha, nhưng mà chị toàn chốt sau thôi. Rồi con này một con form suông siêu dài và đẹp cho em nha. Con này 60kg đổ lại vừa cho em ạ. 65kg đổ lại vừa. Ai lấy con này comment cho mã nâu cho em ạ. Mã rêu của chị Adr Rông Huệ. Mã rêu của chị Adr Rông Huệ nha. Ai lấy con này comment cho mã nâu cho em ạ. Chị ơi 120k mã nâu. Nâu 120 nha mọi người ơi. 65-70kg đổ lại vừa cho em ạ. Nâu 120. Ai lấy chiếc nhanh tay cho mã nâu cho em ạ. 120k mã nâu kèm số điện thoại cho em ạ. Em có đúng 150 con, không có nhiều hơn đâu. Dạ mạng lát rồi thoát ra vô lại cho em nha. Thoát ra vô lại cho em với nè. Rồi mã nâu 120, ai lấy comment cho mã nâu cho em nha. Rồi lên một con yếm nè các chị ơi, lên một con yếm này. Rồi con này yếm cho em nha. Trời ơi, một con yếm nâu siêu đẹp này mọi người ơi. Lên một con yếm nâu siêu đẹp cho em nha. Nó bị đá nè. Rồi mã nâu của chị A được Rông Huệ nha. Mã nâu của chị A được Rông Huệ. Rồi lên cho em mã yếm cho em ạ. 99k mã yếm 99 cho em nha. 65kg đổ lại một vừa cho em ạ. 65kg đổ lại một vừa cho là mã yếm cho em ạ. 99k mã yếm kèm số điện thoại cho em nha. Yếm 99, ai lấy trước cho là mã yếm cho em ạ. 99k mã yếm kèm số điện thoại cho em nè. Rồi mã nâu của A được Rông Huệ rồi nha. Mọi người ơi, mọi người bị đá hết rồi hay sao vậy? Em vừa bị đá hết luôn đấy. Mã yếm của chị Lan Bùi, mã yếm của chị Lan Bùi nhá. Rồi lên một con body siêu đẹp nè các chị này. Lên một con body siêu đẹp cho em nhá. Rồi lên cho em mã body cho em ạ. 60kg đổ lại vừa cho em ạ. Yếm em hết rồi nhá. Trời ơi, body 120 cho em nha. Nhanh tay chốt cho em nha các chị ơi. Body 120, 60kg đổ lại vừa cho em ạ. Body 120k, ai lấy comment cho mã body giúp em nhá. 120k mã body kèm số điện thoại cho em ạ. Hàng body mặc lên form bao sang cho mọi người luôn nhá. Yếm em hết rồi. Body 120, ai lấy chiếc xe mã body cho em ạ. Chốt hàng mã kèm số điện thoại cho em nha mọi người ơi. Body 120, chốt hàng lên số điện thoại này. Chốt hàng lên số điện thoại cho em nhá. Body 120k, ai lấy chút đúng mã và lên số điện thoại cho em. Body của chị Hoài Bùi này. Trời ơi, lên một con phối màu siêu đẹp luôn. Rồi nhanh tay chiếc xe mã trắng đen cho em nhá các chị ơi. Mã trắng đen này 65kg đổ lại vừa cho em ạ. Mã trắng đen cho em 120k mã trắng đen. Trắng đen 120, ai lấy chiếc nhanh tay cho mã trắng đen cho em nhá. 120k mã trắng đen kèm số điện thoại cho em nhá. Yếm nâu em hết rồi, yếm nâu em hết rồi nhá. Rồi trắng đen 120. Rồi lên một con màu cực kỳ sang cho em nhá. Đuôi cá này chó cưng chưa. Con này 60kg đổ lại vừa cho em ạ. Body em hết rồi nhá. Chốt hàng mã kèm số điện thoại cùng một dòng cho em ạ. Ai lấy comment cho em là mã đuôi cá cho em ạ. 99k mã đuôi cá nhá. Body em hết rồi mọi người ơi, body em hết rồi nha. Em còn mã trắng đen. Rồi đuôi cá 99k, ai lấy cho mã đuôi cá cho em nhá. Rồi 99k mã đuôi cá này. Mã body em hết rồi, em còn mã trắng đen thôi. Em còn mã trắng đen thôi nha mọi người ơi. Rồi em còn đuôi cá, chị nào lấy cho mã đuôi cá cho em nhá. Rồi lên một con siêu phẩm này mọi người ơi. Trời ơi, một con siêu phẩm nhá. 65kg đổ làm vừa cho em ạ. Đuôi cá của chị Hương Bình, đuôi cá của chị Hương Bình em còn mã trắng đen. Rồi mã siêu phẩm 130k, con này siêu đẹp cho em nha. 130k lên cho mã siêu phẩm cho em ạ.
Siêu phẩm 130 bao nhiêu ký mặc cũng vừa luôn. Rồi mã siêu phẩm 130k, ai lấy chiếc nhanh tay cho mã siêu phẩm giúp em nhá. 130k mã siêu phẩm kèm số điện thoại cho em ạ. Đuôi cá em hết rồi nhá. Đuôi cá em hết rồi. Em còn mã siêu phẩm, ai lấy chiếc mã siêu phẩm 130 kèm số điện thoại cho em nhá. Trời ơi, con này có kèm theo phụ kiện luôn nha mọi người ơi. Rồi con này 65 ký đổ lại mọi người cho em ạ. Lên cho mã đen. Rồi mã siêu phẩm của chị Loan Nguyễn, mã siêu phẩm của chị Loan Nguyễn nhá. Rồi mã đen cho em ạ, 60 ký đổ lại vừa cho em ạ. Mã đen 99k kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi mã đen 99, ai lấy chiếc nhanh tay cho mã đen cho em ạ. 99k mã đen kèm số điện thoại cho em này. Rồi còn rất là nhiều siêu phẩm nhá mọi người ơi, còn rất là nhiều siêu phẩm nhá. Mã siêu phẩm em hết rồi, siêu phẩm của chị Loan Nguyễn rồi nhá. Rồi ai lấy comment cho em là mã gì đó, mã đen 99 cho em nhá. Đen 99 kèm theo phụ kiện. Ai lấy chiếc mã đen cho em ạ. 99k mã đen kèm số điện thoại cho em, mã đen của chị Loan Nguyễn này. Rồi lên một con siêu phẩm dáng xòe cho em nhá, dáng xòe và dài cho em nhá. Rồi lên cho mã đen xòe cho em ạ, 120k mã đen xòe nhá, 65 ký đổ lại vừa cho em ạ. Đen xòe 120 kèm số điện thoại, đen xòe nha mọi người ơi, 120k mã đen xòe kèm số điện thoại cho em nhá. Mã đen em hết rồi, đen xòe 120, ai lấy chiếc nhanh tay cho là mã đen xòe cho em ạ, 120k mã đen xòe kèm số điện thoại cho em nhá, đen xòe 120. Rồi mã đen xòe 120 chút đúng mã cho em ạ. Đen xòe 120 65 ký đổ lại vừa cho em ạ. Đen xòe 120 chút đúng mã nha mọi người ơi. Đen xòe 120 còn một vàng không có nhá. Trời ơi con rêu này đẹp chưa. Mã đen xòe của chị Nguyễn Tài. Mã đen xòe của chị Nguyễn Tài nhá. Con này 65 ký đổ lại vừa cho em ạ. 65 ký đổ lại vừa. Ai lấy con này comment cho em nha. Lướt lên tí là có số. Ai lấy con này comment cho em là mã gì đó. Mã rêu cho em nhá, 99k con này cực kỳ tây. Rồi mã rêu 99, ai lấy chiếc nhanh tay cho mã rêu cho em ạ. 99k mã rêu kèm số điện thoại cho em nhá. Rêu 99 nhá, khi các chị nhận hàng các chị đừng ngạc nhiên tại sao nó nặng thế nhá. Hàng này nó rất là nặng, rất là đanh luôn. Rồi mã đen xòe em hết rồi, em còn mã rêu 99 này. Rồi lên một con siêu phẩm này các chị này, 65 ký đổ lại vừa cho em nhá. Trời ơi, siêu phẩm đỏ cho em nhá, mã rêu của chị Ý Nguyên, mã rêu của chị Ý Nguyên nhá. 65 ký đổ làm vừa, 130k lên cho mã đỏ. Rồi đỏ 130 cho em nha. Trời ơi con này không siêu phẩm thì con nào đẹp đây hả các chị ơi. Rồi mã đỏ 130k, ai lấy chiếc nhanh tay cho mã đỏ giúp em ạ. 130k mã đỏ nha. Và em không có, em chỉ còn màu bò thôi. Rồi mã đỏ 130, trời ơi con này quá xuất sắc luôn. Đỏ 130 của chị Phạm Thị Chuẩn này, con đó quá là đẹp các chị ơi. Rồi con này cho em nha, 65 ký đổ làm vừa cho em ạ. Con này là dạng kiểu nhá. Rồi dạng kiểu về phối hợp với một cái quần đùi bên trong nha, bao đẹp luôn. Rồi lên cho mã nâu cho em ạ, 65 ký đổ lại vừa cho em. Chốt cho mã nâu cho em nha, 99k. Rồi mã nâu 99, ai lấy cho em nha. Mã siêu phẩm đỏ em hết rồi, đỏ của chị Phạm Thị Chuẩn rồi nha. Ai lấy comment cho mã nâu cho em ạ, 99k mã nâu kèm số điện thoại cho em nha. Mã nâu 99, ai lấy chiếc nhanh tay cho mã nâu cho em nha. 99k mã nâu kèm số điện thoại cho em nè. Mã nâu 99, ai lấy chiếc nhanh tay cho em mã nâu cho em nha, 99k. Rồi mã nâu 99, ai lấy chiếc em ạ, đỏ em hết rồi nha, đỏ em hết rồi. Rồi con này ạ, trời ơi, một con dây cho em nha, trời ơi, con này dây siêu đẹp luôn. Rồi lên cho mã caro cho em nha các chị ơi, 99k mã caro này, 99k mã nâu của chị Ý Nguyên nha, mã nâu của chị Ý Nguyên. Rồi mã caro cho em ạ, 99k cho em nha, caro 99 cho em ạ, 65 ký đổ lại vừa cho em. Mã caro 99k kèm số điện thoại cho em ạ. Caro 99 nha mọi người ơi. Rồi caro 99 cho em nha. Đỏ em hết rồi nha. Chúc mã khác cho em nha. Caro 99, ai lấy chiếc nhanh tay cho mã caro cho em ạ. 99k mã caro kèm số điện thoại cho em nha. Rồi con này 65 ký đổ lại một vừa cho em nha. 65 ký đổ lại một vừa. Trời ơi một con đen dáng dài đẹp quá chị ơi. Rồi mã đỏ em hết rồi nha. Em còn mã caro. Ai lấy con này comment cho mã đen dài cho em nha chị ơi. 110k mã đen dài siêu đẹp luôn. 110k. Ai lấy comment cho mã đen dài cho em ạ. 110k mã đen dài nha. 65 ký đổ lại vừa cho em ạ. 54 ký chị mặc vừa hết nha chị ơi. Ai lấy comment cho mã đen dài cho em ạ. 110k mã đen dài kèm số điện thoại cho em nha. 110k mã đen dài. Ai lấy chiếc nhanh tay cho mã đen dài cho em ạ. 110k mã đen dài kèm số điện thoại cho em. Mình có thể chút chưa? Rồi đen dài 110, ai lấy comment cho em nha. Rồi lên một con đen dài của chị Uyên Nguyên. Đen dài của chị Uyên Nguyên nha. Con này 65 ký đổ lại vừa cho em ạ. Yếm còn rất là ít nha. Ai lấy comment cho mã yếm cho em ạ. 99k mã yếm 99k kèm số điện thoại cho em nha. Yếm 99 nha mọi người ơi. Yếm 99 cho em nha. 65 ký đổ lại vừa cho em ạ. Lên cho mã yếm cho em ạ. 99k mã yếm kèm số điện thoại cho em này. Hình như còn duy nhất một con yếm thôi, không còn ở đâu các chị ơi. Rồi mã yếm 99, ai lấy chiếc nhanh tay cho mã yếm cho em. 99k mã yếm kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi lên một con size siêu đẹp và lạ cho em nhá. 65 ký đổ lại vừa cho em ạ. 65 ký đổ lại vừa. Ai lấy comment nhanh tay cho mã xanh cho em ạ. Con trên kênh từ từ em chốt nhá.
Rồi ai là comment nhanh tay cho em ạ, mã yếm của chị Lan Anh. Ai là comment cho mã xanh cho em nha, 65kg đổ lạng vừa cho em ạ, mã xanh 99k. Xanh 99k kèm số điện thoại cho em ạ, xanh 99. Ai là chiếc nhanh. Rồi lên một con siêu phẩm này mọi người ơi. Mã xanh 99k, ai là chiếc nhanh tay cho mã xanh cho em nha, yếm em hết rồi. Xanh 99k kèm số điện thoại cho em nha, mã xanh của chị Phút Sau như một nha, xanh của chị Phút Sau như một này. Rồi con này siêu phẩm cho em nha các chị ơi, một con body siêu đẹp cho em nha. Trời ơi, 130k lên cho mã siêu phẩm, chất len cực kỳ đanh và đẹp cho em nha. Lên cho mã siêu phẩm cho em ạ. Xanh em hết rồi, siêu phẩm. Trời ơi, chị nào dáng đẹp hút liền con này cho em nhá. 130k lên cho mã siêu phẩm cho em ạ. Siêu phẩm 130, siêu phẩm 130k. Ai lấy nhanh tay cho mã siêu phẩm cho em ạ. 130 mã siêu phẩm của chị Phạm Thị Chuẩn này. Trời ơi, đẹp lắm luôn, thề luôn cái chất vải nha. Các chị nhìn có thể là không phân biệt được đâu, nhưng mà em sờ chất là em biết nhá. Rồi mã siêu phẩm đen của chị Phạm Thị Chuẩn này. Rồi lên một con hồng này, ở phía trước của nó đính đá và đuôi cá cho em nhá. Rồi lên cho mã hồng cho em này, 65kg đổ lạng vừa cho em nhá, hồng đuôi cá này. Ai siêu phẩm em hết rồi nhá. Rồi lên cho mã đuôi cá cho em này các chị ơi, 99k mã đuôi cá nhá. 99k lên cho mã đuôi cá cho em này, đuôi cá 99 nha mọi người ơi, đuôi cá 99. Ai lấy nhanh tay cho mã đuôi cá cho em, 99k mã đuôi cá con này em giơ lên thôi. Rồi duy nhất một con dung nó nằm ở trong lần trong này nhá. Trời ơi dung nha mọi người ơi, về phối một cái áo len trắng hoặc là một cái gì ạ? Một cái gì ta? Một cái áo len trắng hoặc là một cái áo thun trắng thôi là đẹp nhá. Rồi lên cho mã dung cho em, có súng duy nhất một con, chị nào nhanh tay thì được nhá. Rồi mã dung này. Rồi. Rồi mã đuôi cá của chị Uyên Nguyễn nhá. Rồi lên cho mã dung cho em nhá. Trời ơi duy nhất một con, hàng dung nó không có hàng len đâu. À lên comment cho mã dung cho em nhá các chị ơi. Mã dung cảm ơn chị nhá. Mã dung 99k, chị nào nhanh tay thì được nhá. Mã dung 99, ai lấy chút cho mã dung cho em ạ. 99k mã dung kèm số điện thoại cho em nhá. Mã nghe sợ quá. Rồi mã dung 99, ai lấy chút nhanh tay cho mã dung cho em ạ. 99k mã dung nha. Trời ơi con nào em không có em, mẫu của em nó đi bốt rồi, nó lừa mặc lên chứ mặc lên bao đẹp luôn. Mã dung của chị Ý Nguyên này. Rồi con này cho em ạ, siêu đẹp. Trời ơi con này bao chất bao đẹp cho mọi người nha. Cái đường gân của nó siêu đẹp luôn. Ai lấy comment cho mã nâu cho em nha, 99k. Rồi mã nâu cho em ạ, 65kg đổ lạng vừa cho em ạ. Lên cho mã nâu cho em nha, 99k mã nâu kèm số điện thoại cho em ạ. Nâu 99, ai lấy chiếc nhanh tay cho mã nâu cho em. 99k mã nâu kèm số điện thoại cho em. Nâu của chị Phạm Thị Chuẩn nha. Nâu của chị Phạm Thị Chuẩn này. Rồi lên một con yếm này, rồi sắp lại hình như hai con yếm thôi. Rồi con này cho em nha, 65kg đổ lại vừa cho em nha. 65kg đổ lại vừa này, một con yếm rêu siêu đẹp nha, mặt đâu của chị Phạm Thị Chuẩn này. Con này 65kg đổ lại một vừa cho em nhanh tay các chị ơi, 65kg đổ lại một vừa cho em lên cho mặt yếm rêu cho em nhá. 99k mã yếm rêu này, đẹp chưa các chị ơi. Yếm rêu 99, ai lấy chút nhanh tay cho mã yếm rêu cho em nha. 99k mã yếm rêu kèm số điện thoại cho em này. Yếm rêu 99 nhanh tay mọi người ơi, siêu đẹp nhá. Yếm rêu 99, ai lấy chút nhanh tay cho em ạ. 65kg đổ lạng vừa cho em ạ. Yếm rêu mã nâu em hết rồi nhá. Yếm rêu 99, ai lấy chút nhanh tay cho mã yếm rêu cho em ạ. 99k mã yếm rêu kèm số điện thoại cho em ạ. Rồi lên một con yếm rêu của chị Phạm Thị Chuẩn. Con này 65-70kg chị mặc cũng đẹp luôn. Trời ơi nó đẹp quá các chị ơi. Rồi lên cho mã siêu phẩm cho em nha. Một con siêu phẩm cổ lọ này. Trời ơi con này mà các chị mặc đi nước ngoài thì còn gì bằng luôn. Rồi ai lấy comment nhanh tay cho em. Bà đá ra liên tục luôn nha. Rồi ai lấy comment nhanh tay cho mã siêu phẩm cho em ạ. 130k mã siêu phẩm nha. Siêu phẩm 130. Con này xẻ tà một bên, 65kg đổ lạng vừa cho em ạ. Siêu phẩm 130k nhanh tay các chị ơi. Siêu phẩm 130. Ai lấy yếm rêu em hết rồi nha. Siêu phẩm 130. Rồi còn sót lại một em yếm nâu. Rồi mã siêu phẩm của chị Loan Nguyễn. Mã siêu phẩm của chị Loan Nguyễn nha. Rồi yếm nâu cho em ạ, 65kg đổ lại một vừa cho em. Lên cho mã yếm nâu cho em nhé các chị ơi, 99k. Mã yếm nâu 99k kèm số điện thoại cho em. Nhanh tay chút cho mã yếm nâu cho em nhá. Yếm nâu 99k kèm số điện thoại cho em. Yếm rêu em hết rồi, em còn yếm nâu nha. Con này phô nhà quá ngố luôn. Rồi yếm nâu 99, ai lấy chút nhanh tay cho mã yếm nâu cho em ạ, 99k mã yếm nâu nhá. Rồi lên một con siêu đẹp luôn, lên cho mã hình cho em nhé các chị ơi, mã hình này. Con này 60kg đổ lạng vừa cho em ạ, chút cho mã hình cho em nha. Trời ơi con này bán 99k thì nó có rẻ quá không các chị ơi. Rồi mã hình, ai lấy comment cho mã hình giúp em ạ, 99k mã hình kèm số điện thoại cho em, phía trước phía sau đều có hình. Rồi mã hình nha mọi người ơi, nhanh tay hút liền con này cho em nhá. Rồi 60kg đổ lạng vừa cho em ạ, lên cho mã hình cho em ạ, 99k mã hình kèm số điện thoại cho em nhá. Từ từ để nó chậm lại một tí cho chị coi. Không thể vô được các chị ơi, chắc chị còn thấy em không các chị ơi, các chị còn thấy em không? Rồi mã hình của chị Ý Nguyên, mã hình của chị Ý Nguyên nhá.
Rồi con này một con dáng xòe phía trước của nó là đính đá nha, đính gần cho mọi người xem siêu đẹp. Con này 60kg đổ lại một vừa cho em, 60kg đổ lại một vừa. Ai đấy con này comment ra mã xòe cho em nha các chị ơi. Mã xòe 99k, mã xòe 99k cho em nha, mã hình em hết rồi. Mã xòe 99, ai lấy chiếc nhanh tay cho mã xòe cho em ạ. 99k mã xòe kèm số điện thoại cho em nha. Rồi lên cho các chị một con siêu phẩm form dài này các chị này, lên một con siêu phẩm form dài nha. Rồi con này 60kg đổ, 60-65kg đổ lại một vừa cho em ạ. Lên cho mã nâu 120k mã nâu nha các chị ơi, 120k rồi. Mã nâu 120, mã xòe của chị Đồng Xanh, mã xòe của chị Đồng Xanh nha. Ai là comment cho em xòe Đồng Xanh có đơn hồi chiều. Ai là comment cho mã nâu cho em ạ, 120k mã nâu nha các chị ơi, nâu 120, con này 65kg đổ lại với cho em ạ. Cái tay nó phối nút rất là đẹp luôn. 120k mã nâu, ai là comment cho mã nâu cho em nha, 120 mã nâu này. Rồi duy nhất một em yếm màu hồng nha các chị ơi, duy nhất một em yếm màu hồng, không có con thứ hai luôn. Ai lấy con này comment cho mã yếm hồng cho em nha. Mã xòe em hết rồi nha, em còn mã nâu của chị Nguyễn Mai. Mã nâu của chị Nguyễn Mai, trời ơi yếm hồng nhanh tay các chị ơi, yếm hồng cho em nhá. 65kg đổ lại vừa cho em ạ. Lên cho mã yếm hồng cho em ạ, 99k. Mã yếm hồng 99k kèm số điện thoại. Ai lấy chiếc nhanh tay cho mã yếm hồng cho em nhá, 99k mã yếm hồng kèm số điện thoại cho em ạ. 65kg đổ lại vừa cho em nhá. Mã nâu em hết rồi em à, mã nâu em hết rồi nha, mã nâu em hết rồi. Em còn mã yếm hồng 99k, ai lấy chiếc mã yếm hồng cho em nha. Đó con này có mũ này các chị này, cưng chưa, form thể thao nhá. Rồi lên cho mã có mũ cho em này, 65kg quay đầu mặc đẹp cho em ạ. Lên cho mã có mũ kèm số điện thoại cho em ạ, 99k. Mã có mũ giúp em nha, 99k mã có mũ kèm số điện thoại cho em nha. Mã yếm hồng của chị Sang Sang, mã yếm hồng của chị Sang Sang nha. Rồi mã có mũ cho em ạ, 99k, còn sót lại đúng duy nhất một em có mũ thôi. Ai lấy comment cho mã có mũ cho em ạ, 99k mã có mũ kèm số điện thoại cho em nha. Yếm hồng em hết rồi. Hello chị Ngọc Gia nha. Rồi lên một con đen thon suông này siêu to nha. Con này 65kg đổ lại với cho em. Mấy cái hàng này 45kg mặc cũng ok luôn, tại vì nó là form print size. Yếm hồng em hết rồi. Trời ơi lên cho mã đen cổ lọ này các chị ơi. Rồi đen cổ lọ lên cho mã đen cho em ạ, 99k mã đen. Đen 99k nhanh tay các chị ơi. Đen 99 cho em nha, 65kg đổ lại vừa cho em ạ. Lên cho mã đen giúp em ạ, 99k mã đen kèm số điện thoại cho em nha. Đen 99. Ai lấy comment cho mã đen giúp em ạ, 99k. Mã hồng em hết lâu rồi mọi người ơi, em mã hồng em hết lâu rồi, sao mọi người vẫn comment hồng vậy ta. Rồi mã đen 99, ai lấy chiếc xe mã đen cho em ạ, 99k. Đen của chị Hoài Bùi, mã đen của chị Hoài Bùi nha. Rồi cái này cho em ạ, trời ơi. Rồi cái này trời ơi, một con tiểu thư nha các chị ơi. Rồi lên cho mã tiểu thư cho em nha, 60kg đổ lại vừa cho em ạ. Mã đen em hết rồi nha, 60kg đổ lại vừa cho là mã tiểu thư cho em ạ, 99k. Mã tiểu thư 99 nha mọi người ơi, mã tiểu thư 99 ạ. À lấy chiếc nhanh tay cho mã tiểu thư giúp em nha, 99k mã tiểu thư kèm số điện thoại cho em ạ. Đen cổ lọ em hết rồi nha. Rồi tiểu thư 99 cho em nha. Đen em hết rồi, em còn mã tiểu thư. Ai lấy chiếc mã tiểu thư cho em nha. Rồi cái này 65kg đổ lại vừa cho em ạ. Trời ơi ở dưới phố đen đẹp chưa. Xong mã tiểu thư của chị Phạm Thị Chuẩn này. Rồi cái này 65kg đổ lại một vừa cho em. Lên cho mã chấm bi. Trời ơi đẹp quá chị ơi. Mã chấm bi cho em nha. Cái này là một dạng áo kiểu form nha. Rồi form dấu quần. Rồi lên cho mã chấm bi cho em ạ, 99k mã chấm bi nhá. À, cảm ơn chị Ngọc Gia nha. Trời đẹp lắm, hè hôm nay không đẹp thì khi nào đẹp đây ạ. Rồi chấm bi 99k, ai lấy chiếc xe mã chấm bi cho em nha, 99k. Rồi form này body này các chị này, form này form ôm body chị nào 55kg đổ lại mặc đẹp cho em nhá. Rồi form ôm body này 55kg đổ lại mặc đẹp. Ai lấy cái này comment cho mã body cho em nhá. Trời đẹp quá các chị ơi, body này. Rồi màu nó cực kỳ tươi luôn. Trời ơi form dài quá vốn, 55kg đổ lại một bộ đẹp cho em. Trời ơi nhanh tay chút cho mã body cho em nhá. Rồi body 99k mã chấm bi của chị Ý Nguyên, mã chấm bi của chị Ý Nguyên. Rồi mã body này trời ơi, chị nào thích body hút liền đi. Rồi body cho em ạ, 99k mã body kèm số điện thoại cho em nhá. Body 99. Ai lấy chiếc nhanh tay cho mã body cho em ạ, 99k mã body kèm số điện thoại cho em nhá. Body 99, ai lấy chiếc cho là mã body cho em ạ, 99k. Rồi body của chị Phạm Thị Chuẩn, body của chị Phạm Thị Chuẩn nhá. Rồi con này chị em ạ, một con siêu lạ cho em nha. Dáng xòe này trời ơi, con này phối đen rất là đẹp luôn. Con này 60kg đổ lại vừa cho em ạ. Lên cho mã xòe giúp em nha, chỉ có giá là 99k. Rồi mã xòe 99 cho em nha, 65kg đổ lại vừa cho em ạ. Mã xòe 99 này. Rồi em lên một con len lông cừu cho các chị này, chuẩn bị lên một con len lông cừu nhá. Rồi mã xòe 99 body em hết rồi. Con này là chất len lông cừu cho em nha. Đảm bảo các chị nhận hàng đi rồi bà cảm nhận con này cho em nha. Con này lên lông cừu cho em ạ, lên cho mã siêu phẩm cho em ạ, 130k mã siêu phẩm nha. Rồi mã siêu phẩm 130, trời ơi đẹp quá chị ơi. Rồi mã siêu phẩm 130 nhanh tay các chị ơi. Rồi mã siêu phẩm này mọi người ơi, một con len lông cừu nha, một con len lông cừu. Xin chúc cho là mã siêu phẩm cho em ạ.
Mã siêu phẩm 130, ai lấy chiếc xe mã siêu phẩm cho em ạ? 130k mã siêu phẩm nhá. Rồi mã xe của ai? Mã xe của chị Phạm Thị Chuẩn. Rồi ai lấy comment là mã siêu phẩm cho em ạ? 130k mã siêu phẩm nhá. Trời ơi, cứ không thể phát video này. Rồi mã siêu phẩm của chị Hoài Bùi nhá, mã siêu phẩm của chị Hoài Bùi này. Rồi lên một con siêu đẹp, trời ơi, con này nó phải nặng đến 1kg á các chị ơi. Con này cực kỳ nặng cho em nha, một con len ép cực kỳ nặng này. Rồi con này lên cho mã đỏ cho em nha, đáng lẽ con này em bán giá siêu phẩm nhưng thôi, con này lên cho mã đỏ cho em ạ, 99k. Rồi mã đỏ 99, ai lấy trên tay cho mã đỏ cho em nha, bị đá lên liên tục luôn. Mã siêu phẩm em hết rồi, ai lấy cho em cho mã đỏ cho em ạ, chị nào trời ơi, form thể thao hút liền con này cho em ạ. Mã đỏ 99, ai lấy trên tay cho mã đỏ cho em. 99k mã đỏ kèm số điện thoại cho em nha. Đỏ 99 này. Ai lên comment cho mã đỏ cho em nha. Đá ra liên tục luôn. Rồi mã đỏ của chị Phạm Thị Chuẩn ạ. Mã đỏ của chị Phạm Thị Chuẩn nha. Rồi lên một con siêu đẹp này trời ơi. Một con yếm nha. Một con yếm màu đen đuôi cá này. Ngay nhanh tay các chị ơi. Rồi lên cho mã đuôi cá cho em nha các chị ơi. Đuôi cá cho em này 65kg đổ lại vừa cho em ạ. Mã đuôi cá 99k đỏ em hết rồi. Rồi đuôi cá 99 cho em nha các chị ơi. Đuôi cá này đẹp chưa, 99k mã đuôi cá nha. Nhanh tay các chị ơi. Mã đuôi cá 99, ai lấy cút cho nhanh tay cho mã đuôi cá cho em ạ. 99k mã đuôi cá bị đá ra liên tục luôn. Đó đi. Một con, một con dài nha các chị gái nhá. Con này dài qua ngồi cho chị yêu mình nè. Yếm đuôi cá cho chị Phạm Thị Duẩn này. Yếm đuôi cá chị Phạm Thị Duẩn nha. Nói chung là cái này là bao nhiêu ký mà cũng được luôn nha các chị. Rồi nha, đây cho là mã siêu phẩm cho em nha. Một con cổ lò siêu phẩm form dài quả gối này. Trời ơi chất len siêu đẹp nha. 120k lên cho mã đen 120. Đen 120 cho em nha. Cổ lò cao cho em ạ. Đen 120k nhanh tay chốt đi các chị ơi. Đen 120 con này là form cơ bản. Chị nào mà thích body, váy body lên thì phải hút một con như thế này. Rồi lên cho là mã 120 cho em nha các chị ơi. Mã 120, ai lấy cho là mã 120 cho em nha. Tất cả những form này tầm 65kg đổ lại vừa cho em ạ. Đuôi cá em hết rồi, em còn mã đen 120, ai lấy cho là mã đen cho em 120k. Rồi lên một con tím siêu đẹp cho em nha. Chỗ con này là dạng áo dấu quần cho em ạ. Đen 120 của chị Phạm Thị Chuẩn nha. Rồi con này lên cho mã tím cho em nè các chị này. 100, mã tím 99k cho em ạ. Tím 99k cho em nha. 60kg đổ lại vừa cho em ạ. Mã tím 99k, ai lấy cho nhanh tay cho mã tím cho em ạ. 99k mã tím kèm số điện thoại cho em nha. Mã tím 99k nha. Mã giật rồi em nó còn đá thật liên tục, em không mua được nữa kìa. Cái mạng kiểu gì á. Mã tím của chị Uyên Nguyên nha. Trời ơi lên một con form suông này. Rồi con này đáng lẽ phải bán siêu phẩm mà các chị ơi, form dài quá gối như thế này 65kg đổ lại mà vừa cho em lên cho mã xanh cho em xả các chị 99k. Rồi mã xanh 99, ai lấy cho chị mã xanh cho em nha. 99k mã xanh kèm số điện thoại cho em ạ. Mã tím em hết mất rồi nha. Xanh 99, 65-70kg đổ lại vừa cho em. Mã xanh 99k, ai lấy cho em cho mã xanh cho em nha. 99k mã xanh. Mã 120 em hết rồi nha chị ơi. Mã 120 em hết rồi. Rồi mã xanh 99, chị nào nhanh tay thì chốt nha. Trời ơi lên một con siêu phẩm này. Lên một con siêu phẩm dáng xòe. Con này 58-60kg đổ lại mà vừa cho em. Lên cho là mã đỏ cho em nha. Trời ơi đẹp quá, màu đỏ này là đỏ gì á. Đỏ gì em chả biết nữa, đỏ là lạ luôn. Rồi mã xanh của chị Lan Anh. Mã xanh của chị Lan Anh. Rồi con này lên cho là mã đỏ cho em 120k nha. Form xòe 60kg đổ lại mà vừa cho em ạ. Đỏ 120, ai lấy cho em nha. Siêu phẩm còn rất là nhiều các chị ơi. Đỏ 120 của chị Loan Nguyễn. Đỏ 120 của chị Loan Nguyễn nha. Rồi con này cho em nha. Một con cổ lọ ngắn cho em nha. Form suông, form dài cho em 65kg đổ lại một vừa cho em ạ. À. Trời ơi 120k lên cho mã đẹp cho em nhá. 120k lên cho mã đẹp cho em ạ. À. 65-70kg đổ lại một vừa cho em ạ. À. Đẹp 120, ai lấy comment cho em nha. Say em hết rồi. Mã đẹp 120k, ai lấy chiếc nhanh tay cho mã đẹp cho em nhá. 120k mã đẹp để 65-70kg đổ lại một vừa cho em nhá. Cảm ơn chị Hoàng Anh nha. Đẹp 120k, ai lấy chiếc nhanh mã đẹp cho em nhá. 120k mã đẹp kèm số điện thoại cho em ạ. À. Đẹp 120 nha. Rồi lên một con đen nha các chị ơi, lên một con đen thon dài quá gối như thế này. Rồi 65kg đổ lại vừa cho em nha, mặc ngược rồi. Rồi con này là tà trước ngắn hơn tà sau nha mọi người, con này ngắn tà trước ngắn hơn tà sau. Rồi đỏ em hết rồi chị Chi Hồ ơi, ai lấy comment cho em nha. Rồi mã số 01 cho em ạ, 99k. Mã số 01 nha, đẹp của Adr Đông Huệ. Đẹp của Adr Đông Huệ, ai lấy comment cho mã số 01 cho em ạ, 99k mã số 01 nha. Mã số 01 99k, ai lấy cho nhanh tay cho em nha. Rồi lên một con màu xám lông chuột này. Rồi lên một con màu xám lông chuột siêu xịn sò này. Rồi đẹp quá thể. Đẹp lắm chị ơi, nhưng mà còn ít thôi, còn khoảng 20 cái thôi nên các chị nhanh tay nhá. Rồi con này một con màu xám lông chuột ba đẹp cho mọi người nha. Trời ơi con này cực kỳ tây, xẻ hai bên. Rồi con này lên cho mã tây cho em nhá.
chị ơi, chờ cái màu nó rất là tây luôn, 120k mã tây. Rồi tây 120, chất len của nó là len xù nha, len lông cừu nha. Ai lên comment cho mã tây cho em ạ. 120k mã tây, mã số 01 của chị Vu, mã số 01 của chị Phạm Thị Duẩn. Xanh chị sau chị ơi, mã số 01 của chị Phạm Thị Duẩn, lên cho mã tây cho em nha các chị ơi. Rồi 120k mã tây, kèm số điện thoại cho em nhá. Mã tây 120, ai lấy chiếc nhanh tay cho mã tây cho em ạ. 120k mã tây, kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi mã tây của chị Phạm Thị Duẩn nhá. Chị Phạm Hạnh sao mất rồi này. Rồi con này cho em nha, siêu đẹp. Con này có dây thắt luôn và có dây thắt và có ren ở dưới như thế này nhá. Rồi con này nặng lên cho mã đen cho em nhá. Chó con này vừa đẹp vừa sang nha mọi người ơi. Rồi mã đen, ai lấy chiếc nhanh tay cho mã đen cho em nhá. 60kg đổ lại vừa cho em ạ. Mã đen 120k mã đen. Ren 120 kèm số điện thoại cho em ạ. 65kg đổ lại vừa cho em. Mã đen 120k mã đen kèm số điện thoại cho em ạ. Tay em hết rồi nhá. Ren 120, ai lấy chiếc nhanh là mã đen cho em ạ. 120k mã đen nhá. Rồi lên một con siêu đẹp cho em nhá. Tay em hết rồi, lên cho mã đen á. Con đó là mã đen nhá, có phối đen. Rồi lên cho mã đuôi cá cho em nhá. 60kg đổ lại vừa cho em ạ. 99k. Rồi mã đen của chị Phạm Thị Duẩn, ai lên comment cho mã đuôi cá cho em ạ. 99k mã đuôi cá kèm số điện thoại cho em nhá. Đuôi cá 99 cho em nhá các chị ơi, đuôi cá 99 cho em nhá. 60kg đổ lại vừa cho em ạ. Mã đen em hết rồi, đen em hết rồi nhá. Đuôi cá 99, ai lấy cho mã đuôi cá cho em. 99k mã đuôi cá kèm số điện thoại cho em. Trời ơi, lên một con nâu siêu đẹp luôn. Trời ơi, con này xuất sắc nhá. Rồi lên cho mã nâu cho em ạ, xả các chị 99k. Trời ơi, con này mặc lên như một nữ sinh luôn. Rồi mã đen em hết rồi nhá. Đen em hết rồi, em còn mã đuôi cá. Ai lại đuôi cá của chị Phạm Thị Duẩn, ai lấy comment cho mã nâu cho em nha. 99k mã nâu. Nâu 99k kèm số điện thoại. Ai lấy chiếc nhanh tay cho mã nâu cho em nhá. 99k mã nâu kèm số điện thoại cho em ạ. Rồi lên một em dạ FF lông chui cừu nha. Lên một con lên lông cừu cho em nè các chị nè. Rồi mã đen em hết, mã nâu của chị Uyên Nguyễn, mã nâu của chị Uyên Nguyễn nha. Rồi con này lên cho mã lạ cho em nè các chị ơi. Con này là chất lông cừu cho em nha. 110k mã lạ. Lạ 110k cho em ạ, chất len lông cừu nha. Lạ 110 cho em, 65kg đổ lại vừa cho em ạ. Lạ 110k kèm số, ai lấy chiếc nhanh tay cho em nha. Trời, cuối là toàn siêu phẩm các chị ơi. Rồi mã nâu em hết rồi nha, em còn mã lạ cho em nha các chị ơi. Em còn mã lạ nha. Rồi lên một con siêu phẩm cổ lọ nè các chị ơi. Lên một con siêu phẩm cổ lọ cho em nha. 60kg đổ lại vừa cho em ạ. 60kg đổ lại vừa, 60kg đổ lại vừa cho em ạ. Trời ơi đẹp quá. Rồi mã lạ 110 của chị Phạm Thị Duẩn. Ai lấy cái này comment cho là mã. Mã đẹp cho em nha các chị ơi. Mã đẹp cho em này 120k. Trời ơi cổ lọ màu nâu cam cam ạ. Cực kỳ đẹp luôn nhá. Rồi lên cho mã đẹp cho em ạ. Rồi mã đẹp nha các chị ơi. 120k mã đẹp này. Đẹp 120, 60kg đổ lại vừa cho em ạ. Mã đẹp cho em nhá. Lại em hết rồi. 120k mã đẹp kèm số điện thoại cho em nha. Trời ơi nó đẹp quá các chị ơi. Màu cam, màu nâu cam. Đẹp 120k kèm số điện thoại cho em nha. Rồi lên một con xanh form dài nữa các chị này. Cuối live form dài nó rất là nhiều lắm này. Rồi con này cho em nha. Đẹp 120 của chị Phạm Thị Duẩn. Đẹp 120 của chị Phạm Thị Duẩn. Phút sau như một sau chị Hoài Bùi sau nha. Rồi con này 65kg đổ lại vừa cho em nha. Rồi form nó cũng là form siêu cấp luôn. Form đẹp luôn cho em nha. Rồi lên cho là mã xanh cho em ạ. 110k mã xanh. Xanh 110k. Ai lấy chiếc nhanh tay cho mã xanh cho em nha. 110k mã xanh kèm số điện thoại cho em ạ. 65kg đổ lại vừa cho em nhá. Rồi xanh 110k này. Xanh 110k. Ai lấy chiếc nhanh tay cho mã xanh cho em nhá. 110k hôm nay đúng gu của chị chưa phải không chị ơi. Rồi mã xanh của chị Phạm Thị Duẩn nhá. Rồi con này 57kg quay đầu mặc đẹp cho em nhá. 57kg quay đầu mặc đẹp. Ai lấy comment cho mã xòe cho em. Trời ơi. Trời ơi. Các chị có nhìn rõ cái gân vải của nó. Con này siêu đẹp cho em nha. Kính gần cho mọi người xem rõ cái thớ vải nhá. Con này ai lấy comment cho mã xòe cho em ạ. 99k. Chị nào không hốt con này quá phí nhá. Rồi mã xòe 99 cho em. Ai lấy comment cho mã xòe cho em ạ. 99k mã xòe. 57kg đổ lại vừa cho em. Mã xanh em hết rồi nha. Em còn mã xòe. Mã xòe 99k. Ai lấy comment cho mã xòe cho em ạ. 99k mã xòe kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi lên một con nâu siêu đẹp nha các chị ơi. Mã xòe Phạm Thị Duẩn hôm nay mạng chị mạnh vậy trời. Rồi mã nâu cho em ạ. 99k. 65kg đổ lại vừa cho em ạ. Mã nâu nha các chị ơi. Mã nâu 99k. Ai lấy chiếc nhanh tay cho mã nâu cho em ạ. 99k mã nâu. Nâu 99k kèm số điện thoại cho em nhá. 65kg đổ lại vừa cho em ạ. Rồi mã xòe em hết rồi nhá. Rồi à, không chị sẽ mua chị mặc á. Rồi mã nâu 99k. Ai lấy comment cho em nhá. Con nào đáng lẽ phải bằng 120 á. Tại vì hàng quá dài qua ngủ nhá. Rồi lên một con duy nhất sọc vàng này. Trời ơi tai phồng này. Rồi lên cho mã vàng cho em nhá. Trời ơi 99k. Mã vàng 99k cho em nha. Xòe em hết rồi, em còn mã nâu. Rồi mã vàng 99. Ai lấy chiếc nhanh tay cho mã vàng giúp em nha. Mã nâu. Mã nâu của chị Phương Vũ Thị. Mã nâu của chị Phương Vũ Thị nha. Rồi em còn mã vàng. Chị nào lấy chiếc cho mã vàng cho em nhá. Rồi lên một con phối màu và có
có mũ siêu đẹp này các chị này. Lên một con phối màu và có mũ siêu đẹp cho em nhá. Form già quá gối 110k lên cho mã 110. 110k lên cho mã 110 cho em nha. 110k cho mã 110 nha mọi người ơi. Mã 110 110k. Ai lấy comment nhanh tay cho em nha. Trời ơi phía sau nó là quả mũ nha. 110k lên cho mã 110. Mã vàng, mã vàng, mã mắn vàng. Em còn mã vàng nha. Cho chị đi. Chị ơi chị cứ lên số điện thoại và chốt nhanh thì em sẽ chốt cho chị nha. Em không ưu tiên ai đâu, ai lên trước thì em chốt trước thôi. Rồi mã 110k em còn là chị nào lấy thì chốt cho em nha. Rồi con này chị em ạ, 65kg đồ làm vừa cho em ạ. Con này là form dáng thể thao nhá. 65kg đồ làm vừa lên cho mã thể thao cho em nhá. Các chị ơi mã thể thao 99k. Mã thể thao nha mọi người ơi, 99k. Mã 110 của chị Nhung Vũ. Mã 110 của chị Nhung Vũ nhá. Mã vàng đẹp mà các chị không chốt hả các chị ơi. Rồi mã thể thao cho em ạ, 99k. Mã thể thao nha. Thể thao 99, ai lấy trên tay cho là mã thể thao cho em ạ. 99k mã thể thao, coi tài trước là ngắn hơn tài sau. Rồi mã thể thao 99 cho em nhá. Rồi mã 110 của chị Nhung Vũ rồi nhá. Mã 110 của chị Nhung Vũ rồi. Em còn mã thể thao rồi. Ô, con này bao đẹp bao xịn cho mọi người nha. Rồi con này siêu đẹp cho em nha. Chở mặc vậy đúng rồi. Rồi con này cho em nha, siêu đẹp. Trời ơi. Trời ơi con này nó đẹp như thế này. Mã thể thao của chị Lan Anh. Lên cho mã đẹp cho em 130k. Mã đẹp nhá các chị ơi. Đẹp 130 cho em nha. 65kg đổ lạ vừa cho em ạ. Đẹp 130, ai lấy chút cho mã đẹp cho em ạ. 130k mã đẹp kèm số điện thoại cho em nhá. Đẹp 130 nhanh tay các chị ơi. Đẹp 130k, ai lấy chút cho mã đẹp giúp em. 130k mã đẹp kèm số điện thoại cho em nhá. Đẹp 130. Rồi lên một em ôm body này. Rồi mã đẹp của chị, mã đẹp, mã đẹp của chị Uyên Nguyên mất rồi. Mã đẹp của chị Uyên Nguyên trước chị Phạm Thị Chuẩn sau nhá. Rồi cái này một con body siêu cưng nha. 55kg đổ lạ vừa cho em ạ. Hai túi nha mọi người ơi. Trời ơi đẹp quá. Rồi body này em xả cuối like cho các chị với giá 99k. Nhanh tay các chị ơi, body 99 cho em nhá. Body 99 mã đẹp em hết rồi. Rồi mã body 99 cho em nhá. 57kg quay đầu lên cho mã body cho em ạ. 99k mã body kèm số điện thoại cho em ạ. Body 99 cho em nhá. Body 99 ha. Rồi lên một con đẹp nhớ nè các chị này, form xuông trời ơi. Rồi sọc xanh cho em ạ, 120k mã sọc xanh body của chị Phạm Thị Duẩn. Rồi 120k nhanh tay chút cho mã sọc xanh cho em ạ. 65kg đổ lại vừa cho em nhá. Sọc xanh 120, ai lấy chút nhanh tay cho mã sọc xanh cho em nhá. 120k mã sọc xanh kèm số điện thoại cho em nhá. Hồn ghê không chốt được, nhanh tay các chị ơi. Hôm nay là đúng form của các chị á, nên các chị nhanh tay hơn ấy. Bao đỉnh em hết rồi nha, em còn sọc xanh form xuông form thể thao. Chị nào lấy chút cho mã sọc xanh 120, con nó bao đẹp bao xịn cho mọi người luôn nhá. Rồi các bạn, trời ơi, mặc chuyên nha, mặc ngược tà sau dài ngắn. Rồi con này cho em nha, 63.5kg đổ lạ vừa cho em ạ. 65kg đổ lạ vừa. Con này lên cho mã số 10 cho em ạ. 99k mã số 10 nha các chị ơi. Sọc xanh đẹp mà các chị không chốt à. Body em hết rồi nha, em sẽ còn mã khác nha. Rồi lên cho mã số 10. Mã số 10 99k kèm số điện thoại cho em ạ. Mã số 10 nha các chị ơi. Mã số 10 99. Ai lấy chút nhanh tay cho mã số 10 giúp em nha. 99k mã số 10. Em còn sọc xanh, em còn mã số 10. Ai lấy chút cho em nha. Chốt đủ cho em nha mọi người ơi. Rồi mã số 10 99k ai lấy cho em nha. Body em hết rồi. Rồi cái này siêu phẩm cổ lọ này các chị này, siêu phẩm cổ lọ nhá. Mã số 10 của chị Huyền Vũ. Mã số 10 của chị Huyền Vũ nhá. Rồi cái này 65kg đổ lại một vừa cho em lên cho mã cổ lọ cho em 120k. Mã cổ lọ 120 nhá. Rồi mã số 10 em hết rồi nha. Ai lấy comment cho mã cổ lọ cho em ạ. 65kg đổ lại một vừa cho em nhá. 120k mã cổ lọ kèm số điện thoại cho em ạ. Mã cổ lọ 120. Mã số 10 em hết. Rồi cổ lọ 120 ai lấy cho em là mã cổ lọ cho em nha. 120k mã cổ lọ kèm số điện thoại cho em nè. Cổ lọ 120 nha. Rồi lên một con yếm nâu rêu này, em còn sót lại đúng duy nhất một con yếm. Ai lấy comment cho mã yếm cho em 99k mã yếm nha. Yếm 99 nha mọi người ơi. Yếm 99 ai lấy chút nhanh tay cho mã yếm cho em ạ. Yếm rêu 99k. Yếm rêu 99 cho em nha. Yếm rêu 99 ai lấy chút nhanh tay cho mã yếm rêu cho em nha. Chị ơi dồn của em cho chị Phạm Hạnh. Ok Huyền Vũ dồn cho Phạm Hạnh. Rồi ai lên comment cho em là mã yếm rêu cho em ạ. 99k mã yếm rêu nha. Yếm rêu của chị Nhất Lê Thị. Yếm rêu của chị Nhất Lê Thị nha. Cổ lọ 120 mà các chị không chốt là các chị ơi. Rồi cái này là một con xanh tay xòe như thế này nha. Nhanh tay chút cho mã xanh cho em này. Con này đẹp và lạ cho em nha. Rồi ok nha, ok chị ạ. Ai lên comment nhanh tay cho em nha. Gửi hàng cho chị nhé, đừng gửi cho Phạm Tấn Lộc nữa nha. Dạ rồi có chị inbox nha em. Mã cổ lọ của chị Hương Hiếp. Ai lên comment cho mã xanh.
xanh cho em ạ, 99k mã xanh. Xanh 99k, ai lấy trên tay cho mã xanh giúp em nha. 99k mã xanh kèm số điện thoại cho em này. Mã xanh 99 nha cho em nha. Yếm đeo em hết rồi nha. Yếm đeo em hết rồi, ai lấy comment cho mã xanh giúp em ạ. 99k mã xanh. Mã xanh 99k để tín mẹ chọn cho. Yếm đeo em hết rồi nha. Của chị để đó cho đơn, chị chọn tiếp rồi gửi. Rồi ok chị, một con đen nha. Trời ơi, con đen siêu phẩm này các chị ơi, còn sót lại đâu một em siêu phẩm như thế này. Rồi mã xanh của chị Ý Nguyên, rồi lên cho mã siêu phẩm cho em ạ. 120k mã siêu phẩm này. Siêu phẩm 120 nhanh tay các chị ơi, siêu phẩm 120k. Ai lấy cho em mã siêu phẩm giúp em nha. 120k mã siêu phẩm cho em này. 65kg đổ lại vừa cho em ạ. Siêu phẩm 120. Trời ơi đẹp quá các chị ơi, siêu phẩm phong xòe nha. 120k mã siêu phẩm kèm số điện thoại cho em ạ. Siêu phẩm 120. Trời ơi nhanh tay các chị ơi. Siêu phẩm 120k nha. Rồi mã xanh em hết rồi nha. Mã siêu phẩm của chị, mã siêu phẩm của ai, ai lấy comment cho em nha. Siêu phẩm của chị Nhất Lê Thị. Siêu phẩm của chị Nhất Lê Thị nha. Trời ơi. Rồi trời ơi con này quá là đẹp luôn. Rồi 65kg đổ lại vừa cho em ạ. Họa tiết cho em nha. 120k mã họa tiết ạ. Họa tiết 120 nha mọi người ơi. Họa tiết 120k. Ai lấy comment cho mã họa tiết cho em ạ. 120k mã họa tiết kèm số điện thoại cho em nhá. 65kg đổ lạm vừa cho em ạ. 65kg đổ lạm vừa cho em nhá. Rồi ok chị nhá. Ok chị ạ. Rồi ok chị ạ. Rồi mã nâu em hết rồi nha. Ok chị phút sau như một nhá. Rồi lên cho mã họa tiết ạ. Con đó là họa tiết. Chút ra mã họa tiết cho em 120k mã họa tiết này. Rồi em còn sót lại một em yếm đen này. Ai lấy comment cho mã yếm đen cho em nhá. Họa tiết của chị Lan Bùi, yếm đen 99k cho em nha. Yếm đen rất là dễ mặc luôn, phối với áo nào quần nào mặc cũng được luôn nha. Rồi yếm đen 99, ai lấy cho em mã yếm đen cho em nha. 99k mã yếm đen kèm số điện thoại cho em ạ. Họa tiết em hết rồi nhá. Rồi yếm đen 99k, ai lấy cho em mã yếm đen cho em ạ. 99k mã yếm đen kèm số điện thoại cho em nha. Yếm đen 99 nha mọi người ơi, nhanh tay chút cho mã yếm đen giúp em ạ. 99k mã yếm đen kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi mã yếm đen của chị Uyên Nguyễn nhá. Rồi con này trời ơi, cái tay của nó này. Rồi lên một con form thể thao siêu đẹp, lên cho mã nâu cho em ạ. 99k mã nâu nha. Form này là form thể thao, chút cho mã nâu giúp em ạ. 99k mã nâu kèm số điện thoại cho em nhá. Nâu 99, ai lấy chút nhanh tay cho em nha các chị ơi. Nâu 99 lấy comment cho mã nâu cho em nhá. Họa tiết em hết rồi, yếm đen em hết rồi nhá. Rồi mã nâu 99, ai lấy chút nhanh tay cho mã nâu cho em ạ. 99k mã nâu kèm số điện thoại cho em nha. Nâu 99k kèm số, ai lấy chút nhanh tay cho mã nâu giúp em. 99k mã nâu. Rồi yếm đen em hết rồi nha chị ơi, em còn mã nâu nha. Trời ơi con này mã tím cho em nha. 65kg mã nâu của chị Trần Bích Thủy. Mã nâu của chị Trần Bích Thủy, chị Ý Nguyên sau. Con này ai lấy comment nhanh tay cho em nha. Rồi mã tím cho em ạ. Rồi bán đâu chị Trần Bích Thủy vừa trước hình như không nhận bên em một đơn hàng, em chốt cho chị Ý Nguyên nha. Ai lấy con này comment cho mã tím cho em ạ. 99k mã tím này, tím 99k kèm số điện thoại cho em nha. Trời con này đẹp quá. Rồi mã tím 99k cho em nhá. Rồi áo canh mặc là áo canh mặc là len luôn, tìm được cuối like em sẽ chốt con đó nhá. Rồi ok chị Nhất Lên Thị này. Trời ơi con này đẹp chưa. Rồi con này họa tiết hình con mắt cho em, form dài quả gối nhưng thôi con này em xả các chị cuối like với giá 99k. Rồi lên cho mã lạ cho em nhá. Mã lạ 99 cho em ạ. Em còn mã nâu nhá. Rồi mã lạ 99, ai lấy cho mã lạ cho em nhá. 65kg đổ lạ vừa cho em ạ. Mã lạ 99k. Mã lạ 99k kèm số điện thoại cho em nhá. Nói chung là những cái này đa phần là các chị ở Đà Lạt hoặc là những cái chị miền ngoài á, thì bây giờ không khí nó lạnh rồi á, nên mặc là hợp lý nhá. Rồi mã lạ 99k của chị Phạm Thị, mã lạ 99k của chị Phạm Thị Tuấn. Rồi cái này cho em nhá. Chờ mã đỏ này của sơ mi cho em nhá. 65kg đổ lạo vừa cho em ạ. Lên cho mã đỏ cho em nha. Mã đỏ cho em ạ. 99k mã đỏ. Đỏ 99k cho em nhá. Đỏ 99. À lấy cho em lại em hết rồi nhá. Đỏ 99 cho em ạ. Đỏ 99 nha mọi người ơi. Đỏ 99 này. Rồi lên một em cổ lọ này nha các chị ơi. Lên một em cổ lọ siêu đẹp cho em nhá. Rồi lên một em cổ lọ cho em nhá. Rồi em còn một con màu đỏ, à lấy cho em này. Trời ơi, cổ lọ cho em nha. Con này của Lam theo các chị nha. Mã đảo của chị Uyên Nguyên. À lấy con này comment cho là mã cổ lọ cho em ạ. Theo các chị 110k. Mã cổ lọ 110k cho em nha. 65kg đổ lọ vừa cho em ạ. Cổ lọ giúp em ạ. 110k mã cổ lọ kèm số điện thoại cho em nha. 110k. Lấy comment cho mã cổ lọ giúp em ạ. 110k mã cổ lọ kèm số điện thoại cho em nha. Rồi mã đỏ em hết rồi, mã nâu em hết rồi nha. Rồi lên cho mã cổ lọ cho em ạ. 110k mã cổ lọ kèm số điện thoại cho em nha. Rồi lên một con sọc nâu bao đẹp luôn. 65kg đổ lạ vừa cho em nha. 65kg đổ lạ một vừa. Ai lấy con này comment cho mã sọc nâu cho em nha các chị ơi. 120k cổ lọ của chị Phạm Hạnh nha.
cổ lọc của chị Phạm Hạnh. Rồi lên cho mã sọc nâu cho em ạ, 120k mã sọc nâu nha, sọc nâu 120. Ai lấy chiếc trên tay cho mã sọc nâu cho em ạ, 120k mã sọc nâu kèm số điện thoại cho em ạ. Sọc nâu 120, ai lấy chiếc trên tay cho em nha, 65kg đổ lạ vừa cho em ạ. Sọc nâu 120, ai lấy chiếc trên tay cho là mã sọc nâu cho em, 120k mã sọc nâu kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi mã cổ lọ của chị Phạm Hạnh rồi nha. Rồi mã sọc nâu của chị Vui Nguyễn Thị, mã sọc nâu của chị Vui Nguyễn Thị nha. Rồi lên một con xanh hình mèo này trời ơi. Rồi 99k nó có rẻ không các chị ơi, lên cho mã mèo cho em nha. 99k nhanh tay chứ chào mã mèo. Mã mèo 99k cho em ạ, 65kg đổ lạ vừa cho em. Mèo 99k kèm số điện thoại cho em nhá. Nhanh tay chứ chào mã mèo giúp em ạ, 99k mã mèo kèm số điện thoại. Mèo 99k kèm số điện thoại, alo chiếc chào mã mèo giúp em nha. 99k ra bạn alo quần mặt trong. Rồi mã mèo 99k kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi mã mèo của chị Huyền Vũ lên số điện thoại chị Huyền Vũ ơi. Huyền Vũ có đơn hả? Rồi mã mèo của chị Huyền Vũ là chị Phạm Hạnh đúng không? Rồi cái này ạ, à, trời ơi. Rồi 99k 65kg đổ lạ vừa cho em ạ, chút chào mã tím nhá. 99k lên cho mã tím kèm số điện thoại cho em ạ. Mã tím 99, ai lấy chút nhanh tay cho mã tím giúp em. 99k mã tím kèm số điện thoại cho em nhá. Mèo em hết rồi, ai lấy comment cho mã tím cho em nha. Tím cẩm 99k, ai lấy comment cho mã tím cẩm cho em ạ. 99k mã tím kèm số điện thoại cho em này. Tím 99 nha mọi người ơi. Rồi lên một em form xòe cho em, đẹp chưa? Trời ơi, 60kg đổ lạ vừa lên cho mã theo. 60kg đổ lạ vừa cho em, lên cho mã theo cho em nha. 99k mã theo kèm số điện thoại cho em này. Mã theo 99 cho em nha các chị ơi, mã mèo em hết rồi nha. Rồi mã mèo em hết rồi, mã tím của chị Phương Nguyễn Thị. Ai lấy comment cho mã theo cho em ạ, 99k mã theo kèm số điện thoại cho em nha. Rồi ok chị nha. Rồi tím của chị tím của chị Phương Nguyễn Thị mất rồi. Rồi mã theo của chị Uyên Uyên. Trời ơi, con này đẹp quá luôn. Rồi cho em nha, có nó. Rồi ai lấy comment nhanh tay cho mã đen cho em ạ, 99k 60 mã theo của chị Uyên Nguyên rồi. Ai lấy comment cho mã đen cho em nha, 99k mã đen kèm số điện thoại cho em này. Đen 99 nha mọi người ơi. Đen 99, ai lấy nhanh tay cho mã đen cho em ạ, 99k mã đen nha. Rồi chấm mày cho em nè mọi người. Rồi một con dạng áo nè các chị nè, con này tu ru nha. Rồi 99k cho em ạ, Turu 99k kèm số của em là Turu nha. Turu 99k kèm số của em là Turu 99k kèm số nhá. Rồi con này lên xem em mã Turu 99k, mã Turu kèm số điện thoại cho em nào. Turu 99 á. Rồi Turu 99k kèm số của em là Turu nhá. Mã thêm em hết rồi nha mấy chị ơi, em còn đang hồi mã Turu. Em còn mã Turu nha các chị gái nhá, lên xem em mã Turu 99k này. Rồi một con đỏ mận nha các chị yêu ha. Một con đỏ mận này, rồi lên cho em mã đỏ mận kèm số của em free size con này nhá. Rồi mã tua rồi cho chị phút sau nha một. Free size con này cho em mã đỏ mận kèm số của em là chỉ có 99k thôi. Rồi 99k cho em mã đỏ mận. Đỏ mận 99k nhé. Đỏ mận 99k kèm số của em là đỏ mận nhá. Rồi free size cho em mã đỏ mận này. Đỏ mận 99 này. Đỏ mận 99 kèm số điện thoại của em là đỏ mận nhá. Đỏ mận 99 kèm số của em này. Rồi em lên một con siêu phẩm dáng dài nha các chị gái nhá. Dạ tua ru em hết rồi chị này. Rồi đỏ mận này, Trần Thảo chốt hàng lên số đi chị ơi. Có số rồi. Rồi đỏ mận cho chị Trần Thảo đây. Đỏ mận cho chị Trần Thảo nhá. Rồi một con dáng dài nha các chị gái nhá. Một con dáng dài cho em mã đen kèm số của em này. 120k cho em mã đen. Mã đen 120 con này dài qua gối giùm em nhá. Rồi con này dài qua gối đây. Rồi dài qua gối cho em mã đen. Mã đen kèm số của em này mã đen nhá. Mã đen kèm số của em này, con này 120k mã đen nhá. Mã đen 120 kèm số của em là bao nhiêu ký mặc cổ ok hết nhá. Đen 120 này, đen 120 comment đúng mã cho em nhá. Đen 120 này, comment giùm em mã đen. Mã đen 120 kèm số đó. Đen 120 kèm số của em nha, đen 120 kèm số nè. Rồi mã đen cho chị Chi Hồ này, mã đen cho chị Chi Hồ nhá. Đen cho chị Chi Hồ nè. Rồi con này lên xem em mã tay loe hộ em này, mã tay loe nha các chị gái nhá, chỉ có 99k tay loe. Tay loe 99k kèm số em này, mã tay loe nhá. Rồi tay loe 99k kèm số điện thoại xem em này. 99k mã tay loe. Tay loe 99k này, nói chung là hàng này bao nhiêu ký mắc cũng ok hết nha các chị yêu nhá. Tay loe 99k kèm số ạ. Rồi còn một con yếm nâu nha, một con yếm nâu còn sót lại này các chị ơi. Rồi mã tay loe hả? Rồi lên một con yếm nâu còn sót lại duy nhất nha. 65kg đổ là vừa cho em ạ, lên cho bạn yếm nâu cho em nhá. 99k mã yếm nâu kèm số điện thoại cho em này. Yếm nâu nha mọi người ơi. 99k nhanh tay chút cho mã yếm nâu cho em. 99k mã yếm nâu nha.
lên cho em cái canh đi em. Rồi ok nha, em lên con canh luôn. Rồi yếm nâu 99, ai lấy cho em là mã yếm nâu cho em ạ. 99k mã yếm nâu. Yếm nâu kèm số điện thoại cho em nha. Rồi yếm nâu 99k của A Đờ Rông Huệ. Yếm nâu 99k A Đờ Rông Huệ nha. Rồi cái này lên cho mã siêu phẩm cho em 130, bao nhiêu ký mặc cũng vừa. Siêu phẩm 130 nhanh tay chút cho mã siêu phẩm cho em nha. 130k mã siêu phẩm này, yếm nâu A Đờ Rông Huệ này. Siêu phẩm 130, ai lấy chút nhanh tay cho mã siêu phẩm cho em ạ. 130k mã siêu phẩm kèm số điện thoại cho em nha. Siêu phẩm 130. Rồi yếm nâu em hết rồi nha. Rồi lên một con rêu này, cái tay của nó có đính đá nhá. Rồi lên một con rêu tay đính đá cho em ạ. 65kg đổ lại vừa cho em, không phải không xuông. Rồi lên cho mã rêu cho em nha các chị ơi. 99k mã rêu. Rêu 99k kèm số điện thoại. Ai lấy chút nhanh tay cho mã rêu cho em nha. 99k mã rêu kèm số điện thoại cho em nha. Yếm nâu em hết rồi. Siêu phẩm của chị Loan Nguyễn, siêu phẩm của chị Loan Nguyễn nhá. Yếm nâu em hết rồi, lên cho mã rêu cho em. Trời ơi, cái tay nó đẹp chưa các chị ơi, cái form này cực kỳ đẹp luôn. À lên comment cho mã rêu cho em, đầu lan bạc con này 120 sale các chị 99k. Lên cho mã rêu cho em ạ, 99k mã rêu kèm số điện thoại cho em nhá. Siêu phẩm em hết rồi ạ, mã rêu 99 nhá. Siêu phẩm hết rồi các chị ơi. Rồi mã rêu 99 của chị Huyền Vũ, mã rêu 99 của chị Huyền Vũ nhá. Rồi con này form thể thao có mũ rất là trẻ trung nhá. Rồi lên cho mã có mũ cho em nhá. 65kg đổ lại vừa cho em ạ. Chúc cho mã có mũ cho em ạ, 99k. Mã cứ có mũ cho em ạ, 99k. Mã có mũ kèm số điện thoại cho em nha. Có mũ 99 cho em nha các chị ơi. Có mũ 99 cho em, 65kg đổ lại vừa cho em. Lên cho mã có mũ giúp em, 99k. Mã có mũ kèm số điện thoại cho em nha. Form thể thao nha. Rồi mã rêu em hết rồi nha chị ơi, mã rêu em hết rồi. Rồi lên một con đuôi cá nha các chị này. Lên một con đuôi cá siêu đẹp cho em nha. Có này 65kg đổ lại vừa cho em ạ. Lên cho mã nâu cho em nha. Trời ơi, phía dưới nó phố đuôi cá rất là đẹp luôn. Rồi mã nâu, ai lấy comment cho mã nâu cho em ạ. Chỉ có giá là 99k nha mọi người ơi. Mã nâu 99, ai lấy chiếc nhanh tay cho mã nâu cho em ạ. 99k mã nâu kèm số điện thoại cho em nhá. 60kg đổ lại vừa cho em ạ. Có mũ đẹp mà các chị không chốt ạ. Rồi mã nâu chốt hàng lên số điện thoại chị thôi. Kệ ơi, chốt hàng mã kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi mã nâu kèm số điện thoại cho em này. Nâu đuôi cá, ai lấy comment cho em nhá. Rồi mã nâu thôi kệ này, ok chị thôi kệ này. Rồi mã nâu của chị thôi kệ nha. Rồi con này sọc xanh xả luôn các chị 99k. Con này 120k hôm nay xả luôn các chị 99k nha. Lên cho mã sọc cho em nha. Rồi mã sọc 99 cho em nha các chị ơi. Mã sọc 99 này. Rồi sọc 99, ai lấy comment cho mã sọc cho em ạ. 99k mã sọc nhá. 65kg đổ lại vừa cho em ạ. Mã sọc 99k. Lấy chút nhanh tay cho mã sọc cho em. 99k mã sọc kèm số điện thoại cho em nha. Rồi con này cho em ạ, một con đen siêu cưng nha. Trời ơi. Rồi con này nói chung các chị nhìn không thấy rõ nha. Con này lên cho em nha, đến gần cho mọi người xem này, nó phối những cái đường á. Rồi ai lấy comment cho mã đen cho em ạ, 99k. Mã đen 99k, ai lấy chút nhanh tay cho mã đen cho em nha. Mã nâu em hết rồi. Rồi lên cho mã đen cho em ạ, 99k mã đen kèm số điện thoại cho em nha. Đuôi cá nào chị ơi, đuôi cá nào chị em, đuôi cá nào. Rồi mã nâu em hết rồi, rồi lên cho mã đen cho em ạ, 99k mã đen nhá. Đen của chị Ý Nguyên, đen của chị Ý Nguyên. Trời ơi, lên một con siêu phẩm này các chị này. Lên một con siêu phẩm dáng xòe nhá. Rồi lên cho mã siêu phẩm cho em ạ, siêu phẩm của Lan xã các chị luôn, 99k. Lên cho mã siêu phẩm cho em, 99k mã siêu phẩm cho em nhá. Trời ơi. Trời ơi, con này nghĩ sao bán các chị 99k các chị ơi. Rồi mê cho mã siêu phẩm cho em nha. Trời ơi, con này em bán hớ rồi các chị ơi, nhanh tay. Rồi chị nào nhanh tay thì được nha. Siêu phẩm 99 cho em nha. Trời ơi, con này nó quá là đẹp luôn. Rồi siêu phẩm 99 nha các chị ơi. Siêu phẩm 99 em thậm chí em không nhìn được mà coi luôn. Rồi siêu phẩm 99 cởi nhanh không thôi các chị chốt. Rồi siêu phẩm 99 ai lấy chút cho mã siêu phẩm. Rồi mã siêu phẩm của chị Hoài Bùi, chị siêu phẩm chị Hoài Bùi hôm nay hơi bị hên nha. Rồi con này cho em ạ, 65kg đổ lại vừa cho em ạ, 65kg đổ lại vừa. Ai lấy con này comment nhanh tay cho em ạ. Nhanh tay chứ chào mã xanh cho em ạ các chị ơi. Mã xanh này. Rồi mã xanh này, con này của Lai xả các chị 89k. 89k mã xanh. 89k mã xanh. Trời ơi, nhanh tay các chị ơi, xanh 89 cho em nha. Xả cho hết thôi. Rồi xanh 89, ai lấy chứ chào mã xanh cho em ạ. 89k mã xanh nha, cực kỳ đẹp luôn. Xanh 89 cho em ạ, 65kg đổ lại vừa cho em ạ. Xanh 89k. Rồi lên một con nâu siêu cưng nha các chị ơi. Trời ơi, con này đẹp quá, màu này rất là tươi luôn. Con này 65kg đổ lại vừa cho em ạ. Lên cho mã nâu cho em nha, 99k mã nâu. Nâu 99k kèm số điện thoại cho em nha. Siêu phẩm em hết rồi chị ơi, siêu phẩm em hết rồi nha. Đọc mã sẽ chốt được thế. Chị ơi, chị chốt sau á. Ai lấy comment cho em nha, mã nâu cho em ạ. 99k mã nâu kèm số điện thoại cho em nha. Nâu 99k, con này 65kg đổ lại vừa cho em ạ. Mã nâu 99k mã nâu kèm số điện thoại cho em nha.
Nâu đẹp mà các chị không chốt là các chị ơi. Rồi mã vàng 89 cho em nhá. 65kg đồ lào vừa cho em ạ. Một con sọc vàng cực kỳ trẻ trung tay phồng nhá. Rồi mã vàng 89 nhanh tay chốt cho mã vàng cho em ạ. 89k mã vàng kèm số điện thoại cho em nhá. Vàng 89 cho em nhá. Rồi lên cho các chị một con siêu phẩm này. Mã nâu của chị Chi Hồ, mã nâu của chị Chi Hồ nhá. Mã xanh của chị Zuki, mã xanh của chị Zuki nhá. Rồi lên một con siêu phẩm cổ lọ này các chị này. 65kg đổ lạo vừa cho em ạ. Lên cho mã cổ lọ cho em nhá. Rồi 65kg đổ lạo vừa cho em ạ. Trời ơi, con này là siêu phẩm nhá. Rồi chứ cho mã cổ lọ cho em ạ. Rồi con này em xem các chị 110k. Mã cổ lọ 110k nha các chị ơi. Rồi 110k. Ai lấy comment cho mã cổ lọ cho em ạ. 110k mã cổ lọ kèm số điện thoại cho em nhá. Cổ lọ 110k nhanh tay các chị ơi. Trời ơi, con nào cũng là siêu phẩm các chị ơi, rất là nhiều siêu phẩm luôn. Rồi cổ lọ 110k, nói chung hàng này là hàng đẹp các chị, nên nó đẹp ngang nhau chứ không có con nào xấu quá hoặc đẹp quá đâu. Nên các chị yên tâm, con này 10 thì con kia cũng phải được 8 nhá. Rồi mã cổ lọ cho em ạ. Mã cổ lọ 110k, con nó siêu đẹp, chị nào lấy thì chốt cho mã cổ lọ cho em 110k. Rồi con này cho em nha, 65kg đổ lạo vừa cho em ạ. Lên cho mã họa tiết cho em nhá. Rồi xả con này các chị với giá 99k, mã họa tiết cho em. 99k mã họa tiết kèm số điện thoại cho em nha. Trời ơi này đẹp quá các chị ơi, siêu tây nha. Họa tiết 99 cho em nha. Họa tiết 99 cho em nè các chị ơi. Họa tiết 99k. Rồi con này lên một con sọc này, vố đen này. Họa tiết 99, ai lấy cho mã họa tiết cho em nha. Em nhìn về bên này đi, em thấy chị Trần Thảo mà. Chị đâu có chốt cái gì đâu chị Trần Thảo ơi. Em thấy hết là chị lên cái gì là em đọc luôn á. Chị Trần Thảo ơi, chị chốt cái gì chị đợt, chị cứ comment cho em nhá. Rồi họa tiết 99 ai lấy cho em này. Rồi một con sọc cho em phố đen ở dưới nhá. 89k lên cho mã sọc. Sọc 89k cho em nha. Bây giờ còn mấy cái em sẵn luôn cho các chị thôi. Rồi sọc 89 cho em nhá các chị ơi. Sọc 89 này, con này tầm 60kg đồ lạ vừa cho em nha. Mã sọc 89 nhanh tay chốt cho mã sọc cho em ạ. 89k mã sọc kèm số điện thoại cho em nha. Sọc 89 cho một ơi, xả cho hết nè. Rồi mã sọc của chị Phút Sơn như một nè. Trời ơi, một con yếm nâu, con này cực kỳ tây. 89k lên cho mã yếm nâu. Trời ơi, 89k thôi các chị ơi, xả cho hết đây. 89k lên cho mã yếm nâu cho em ạ. 89k mã yếm nâu nha. Nhanh tay các chị ơi, yếm nâu 89 nhá. Rồi yếm nâu 89 nãy giờ em chưa thấy chị Trần Thảo chút thêm một con gì luôn. Rồi yếm nâu 89k cho em, con này cực kỳ tây cho em nhá. Rồi lên một con form body cho em này. 58kg quay đầu mặc đẹp cho em nha. Mã họa tiết của chị Chi Hồ, mã họa tiết của chị Chi Hồ nhá. Rồi cái này lên cho mã body cho em này. Trời ơi nó đẹp chưa các chị ơi, form già quá vô nhá. 60kg đổ lạo vừa cho em, lên cho mã body cho em nhá. Body xả luôn các chị 99k. Rồi mã body 99 nha mọi người ơi, nhanh tay chốt cho mã body giúp em nhá. 99k mã body kèm số điện thoại cho em này. Body này siêu đẹp nhá, màu da. Rồi body 99k, ai lấy chốt cho mã body cho em nhá. Rồi mã nâu em hết rồi chị Trần Thảo ơi, chị chốt xong lên nha. Em like bằng à, mã nâu yếm nâu à. Yếm nâu của chị Trần Thảo, yếm nâu của chị Trần Thảo. Rồi mã body của chị Trần Thảo luôn nhá. Rồi, em hết yếm nâu, em hết body rồi nhá. Body của chị Trần Thảo này. Rồi con này một con form dài nhá, form dài này. Rồi lên cho mã siêu phẩm cho em nhá. Trời ơi, cực cưng chưa. Rồi mã siêu phẩm cho em này, xả các chị 99k nhanh tay các chị ơi. Rồi mã siêu phẩm 99 cho em nhá. 65kg đổ lại vừa cho em nhá hả? Hả? Xả cho hết mà, trời ơi, đang xả cho hết nha. Rồi mã bọn mã siêu phẩm này, con này em còn chưa lên đó các chị ơi. Siêu phẩm 99, ai lấy chút cho mã siêu phẩm giúp em nhá. 99k mã siêu phẩm kèm số điện thoại cho em ạ. Body, không bỏ body nha, body nhiễm trần này. Body chị nhiễm trần nha, body em chút cho chị nhiễm trần. Rồi ok nha, chốt hàng chắc chắn nha chị Trần Thảo ơi. Rồi body của chị nhiễm trần nha. Rồi em còn mã siêu phẩm, chị nào nhanh tay thì được nha. Rồi con này màu cực kỳ tây cho em ạ. 60kg đổ lạng vừa cho em nha. 60kg đổ lạo vừa lên cho mã tây cho em này các chị này. 89k, trời ơi 89k nhanh tay chứ cho mã tây cho em nhắm chị ơi. Tây 89 nha mọi người ơi, tây 89. Ai lấy nhanh tay cho mã tây cho em ạ. 89k, siêu phẩm của chị Nhung Vũ nha. Siêu phẩm của chị Nhung Vũ nha. Là sao chị Trần Thảo ơi, sao chị bắt cười vậy. Chị không chốt cho chị thì chị nói không chốt. Bây giờ chị chốt hai con, chị xả luôn hai con là sao. Rồi mã siêu phẩm của chị Nhung Vũ nha, siêu phẩm của chị Nhung Vũ nha, em xả hết đơn của chị ra nha. Rồi mã tây của chị Ý Nguyên, mã tây của chị Ý Nguyên xả hết đơn của chị Trần Thảo ra, chốt hàng mà. Tây là nào? Chốt hàng mà không chắc chắn như vậy thì đừng có chốt cho chị ơi. Rồi mã tây của chị Phạm Thị Chuẩn đây. Mã tây siêu phẩm là con này là má. Siêu phẩm của chị Nhung Vũ, mã tây của chị Ý Nguyên. Rồi ok nha. Rồi con này cho em nha, trời ơi, xòe.
Nhanh tay chứ ra mã xòe cho em nha. Xả các chị 99k nó có quá rẻ không các chị ơi? Tay em hết rồi. Rồi lên cho mã xòe cho em nha. 99k mã xòe này các chị ơi. Xòe 99 nha. Xòe 99 nhanh tay chứ ra mã xòe cho em ạ. 99k mã xòe. Xòe 99 nha mọi người ơi. Rồi mã xòe, mã xòe. Mã xòe, mã body chớ chị không body rồi không yếm đâu em chả hiểu luôn. Mã xòe của chị phút sau như một nhá. Xòe của chị phút sau như một nhá. Con này 65kg đổ lạ với cho em ạ. Chúc cho mã sập cho em nha. 89k. Trời ơi. Sập 89 nhanh tay mọi người ơi. Sập 89 ai là chúc cho mã sập cho em nhá. 89k mã sập kèm số điện thoại cho em nha. Sập 89 ai là chúc cho mã sập cho em nha. Xòe em hết rồi. Sập 89 cho em ai là chúc cho mã sập cho em nha. Rồi lên một con yếm nông chuột này các chị này. Rồi lên cho mã yếm cho em nha. 89k mã yếm nhá. Cuối này em đang xả cho hết nên các chị chốt hàng chắc chắn cho em nhá. Rồi mã yếm 89k ai lấy comment cho mã yếm cho em nha các chị ơi. Trời ơi màu lông chuột cực kỳ sang, form dài quá gối. Rồi mã yếm mã yếm 89k chị nào lấy cho mã yếm cho em nha. 89k mã yếm kèm số điện thoại cho em này. Yếm 89 nha mọi người ơi. Màu lông chuột rất là dễ phối, phối màu áo trắng áo đen gì cũng ok nha. Rồi con này lên cho mã mận cho em nha các chị ơi. Sang chưa. Rồi con này 120k xả luôn các chị. 99k lên cho mã mận cho em nha. Mận 99 cho em này các chị này. Siêu đẹp nhá. Một mã mận. Mã yếm của chị Phạm Thị Chuẩn này. Rồi mã mận 99k cho em nha. 60kg đổ lạ vừa cho em ạ. Lên cho mã mận cho em. 99k mã mận kèm số điện thoại cho em nha. Yếm của chị Phạm Thị Chuẩn rồi nha. Yếm em hết rồi. Em còn mã mận. Ai lên comment cho mã mận cho em này. Trời ơi lên một con màu nó là màu lạ lạ nhá. Rồi ai lên comment cho mã màu lạ cho em nha các chị ơi. Mã màu lạ cho em này. 60kg đổ lạ vừa cho em nha. Yếm em hết rồi. 60kg đổ lạ vừa. Ai lên comment cho mã màu lạ cho em nha các chị ơi. Màu lạ này. 99k mã màu lạ nha. Ai lấy chút nhanh tay cho mã màu lạ cho em nha. 99k. Trời ơi cái con này em không hiểu mặc cái gì. Đó là mổ nha. Rồi có đó là dạng yếm hả. Rồi màu lạ 99 ai lấy chút cho em nha. Em còn mã màu màu lạ của chị Lan Anh. Màu lạ của chị Lan Anh nha. Rồi con này nó là dạng mặc ở bên ngoài như thế này nha các chị ơi. Trời ơi. Rồi con này ạ, à, lên cho mã kiểu cho em nha. Con này là mã kiểu cho em này. Trời ơi, mặc một cái áo bên trong. Trời ơi, con này sang, cực kỳ sang. Màu lạ em hết rồi nha. Rồi ai lấy con này comment nhanh tay cho em nha. Rồi lên cho là mã, không có chị Trần Thảo em xả hết rồi. Ai lấy con này comment nhanh tay cho là mã kiểu cho em này. Các chị này 89k mã kiểu. Chị nào mà biết phối đồ thì mặc con này lên cực kỳ tây. Rồi mã kiểu, ai lấy chút là mã kiểu cho em nha. 89k mã kiểu kèm số điện thoại cho em ạ. Mã kiểu 89k ai lấy chút nhanh tay cho em nha. Mã kiểu của chị phút sau như một nha. Chị tính luôn về mà biết phối đồ mặc con đó tây chưa từng nhá. Rồi kiểu của chị phút sau như một này. Trời ơi lên một con nâu siêu đẹp cho em nhá. 65kg đổ lạ vừa cho em ạ. Lên cho mã nâu cho em nha. 99k mã nâu 99 nha mọi người ơi. Nhanh tay chút là mã nâu cho em nhá. 99k mã nâu kèm số điện thoại cho em này. Nâu 99 ai lấy comment cho mã nâu cho em ạ. 99k mã nâu nhá. Rồi mã kiểu em hết rồi nha. Ai lấy comment cho mã nâu cho em ạ. 99k mã nâu kèm số điện thoại cho em này. Mã nâu của chị Phạm Thị Chuẩn này. Mã nâu của chị Phạm Thị Chuẩn nha. Trời ơi một con tay von siêu đẹp. Con này mà đầu lai phải bán 120 nha. Trời ơi lên cho mã tay đen cho em này. 99k trời ơi đẹp quá. Tay đen 99 nhanh tay chứ cho mã tay đen cho em ạ. 99k mã tay đen. Mã nâu em hết rồi nha. Rồi tay đen 99 ai lấy chút nhanh tay cho mã tay đen cho em ạ. 99k mã tay đen kèm số điện thoại cho em nha. Siêu đẹp nha mọi người ơi. Tay đen 99 ai lấy chút cho mã tay đen cho em nha. 99k mã nâu em hết mất rồi. Tay đen của chị Uyên Nguyên. Tay đen của chị Uyên Nguyên. Trời ơi con này đẹp quá nha mọi người ơi. Một con yếm resize cho em nha. 65kg đổ lạ vừa cho em ạ. 65kg đổ lại một vừa lên cho mã yếm đen cho em nha. 89k mã yếm đen. Tay đen em hết rồi. Ai lên comment cho mã yếm đen cho em nha. 89k mã yếm đen. Trời ơi đẹp quá trời ơi. Yếm đen 89 nha mọi người ơi. Yếm đen 89 ai lấy chút nhanh tay cho mã yếm đen giúp em nhá. 89k mã yếm đen kèm số điện thoại cho em ạ. Lên một con len lông cừu. Lên một con len lông cừu cho em nhá. Em không biết nữa chị Lê Thị Hồng ơi. Nói chung em đã đặt tên là chị có nhá. Rồi con này len lông cừu lên cho mã xanh cho em nha. Xem các chị cuối like 99k. Rồi mã xanh 99k cho em nha. Trời ơi xanh 99 cho em nè các chị ơi. Xanh 99 ai lấy cho em. Yếm của chị Yếm Nguyên nha. Còn xòe dài không phải ơi. Xòe dài ít lắm luôn ấy. Không biết là còn không ấy. Rồi mã xanh 99k ai lấy cho em nha. Xanh 99 của chị Thôi Kệ này. Xanh 99 của chị Theo Kệ dồn đơn nha. Yếm nâu này trời ơi con này sang chưa. Tây chưa.
Yếm nâu 89k cho em, nhanh tay chứ cả mã yếm nâu cho em nha. Bao nhiêu ký mặc cũng vừa. Yếm nâu 89, nhanh tay chứ cả mã yếm nâu giúp em nhá. 89k mã yếm nâu kèm số điện thoại cho em này. Yếm nâu 89 nha mọi người ơi. Rồi lên một con siêu phẩm chứ nó nặng gần 1 ký luôn các chị ơi. Rồi mã size em hết rồi, em còn mã yếm nâu. Yếm đen em hết luôn rồi nha. Yếm đen em hết rồi, yếm nâu của chị Ngân Hà. Yếm nâu của chị Ngân Hà. Rồi con này ạ, trời ơi, con này là siêu phẩm nha các chị ơi. Cổ lọ rất là chất, rất là dày và nặng luôn. Con này 65kg quay đầu mặc đẹp lên cho mã sọc cho em. Cuối like xả con này 99k. Rồi mã sọc 99k cho em nha. Nhanh tay chút cho mã sọc giúp em nha. 99k mã sọc này mình ơi. Sọc 99 này. Rồi sọc 99 ai lấy chút cho mã sọc giúp em nha. 99k. Sọc 99 em đâu 89. Rồi mã sọc của chị Nga Võ, mã sọc 99k của chị Nga Võ nhá. Sọc 99k của chị Nga Võ sang sau. Rồi con này form xòe này chị Ngân Hà ơi, đẹp quá. Trời ơi. Rồi lên cho mã đẹp cho em nha các chị ơi, 110k mã đẹp này. Trời ơi, 110k mã đẹp cho em nhá. Ờ cái hàng dài mà vốn này là rất là ít luôn. Đẹp 110, ai lấy cho mã đẹp giúp em nhá. 110k mã đẹp kèm số điện thoại cho em này. Đẹp 110. Ai lấy cho em sọc em hết rồi nha, sọc của chị. Rồi ai lấy comment cho mã đẹp cho em ạ. 110k mã đẹp. Đẹp của chị Ngân Hà. Rồi đẹp của chị Ngân Hà nhá. Rồi con này cho em ạ, một con yếm nhá. Trời ơi, một con yếm màu lạ cho em nhá. Rồi lên cho mã yếm cho em này. Mã yếm 89k cho em nha. Màu rêu rêu vàng vàng. Rồi mã yếm 89k. Ai lấy cho mã yếm giúp em nhá. 89k mã yếm kèm số điện thoại cho em ạ. Đẹp em hết rồi nhá. Rồi mã yếm 89k. Ai lấy comment cho mã yếm giúp em. 89k mã yếm kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi lên một con sọc xanh green size bao nhiêu ký mặc cũng vừa cho em nha. Sọc xanh green size bao nhiêu ký mặc cũng vừa. Ai lấy con này comment nhanh tay cho là mã sọc xanh cho em nha. Trời ơi con này bán 99k nó có quá là rẻ không các chị ơi. Rồi lên cho mã sọc xanh giúp em nha. 99k mã sọc xanh kèm số điện thoại cho em này. Sọc xanh 99 ai lấy cho em nha. Con này còn sót lại này các chị này. Sọc xanh 99 nhanh tay cho mã sọc xanh cho em ạ. 99k nha. Rồi con này siêu đẹp và lạ cho em nha. Con này siêu đẹp nè, ở dưới là có ren. Rồi con này lên cho em, trời ơi. Ôi đẹp quá chị ơi. Con này dành các chị nhanh 65kg đổ làm vừa cho em ạ. Trời ơi đẹp quá. Con này ai lên comment cho em nha. Không, chị mới được mấy cái thôi chị Ngân Hà ơi. Mới được 4-5 cái thôi. Ai lên con này comment cho là mã đen cho em nha các chị ơi. Mã đen cho em này, trời ơi. Con này bán 99k thì nó còn phí không. Mã yếm của chị Tương Hầm. Mã yếm của chị Tương Hầm. Ai lên con này comment nhanh tay cho là mã đen cho em nha. 99k nhanh tay các chị ơi. Con này các chị phải nhanh tay thì mới hốt được. Rồi mã đen 99k lấy chút cho mã đen cho em nha. 99k mã đen kèm số điện thoại cho em này. Ren 99 nha. Ren của chị Ngân Hà, trời ơi đẹp lắm luôn. Ren của chị Ngân Hà, chị Yến Nguyên sao rồi. Rồi con này cho em một con, nó là dạng dây như thế này nha. Đuôi cá, trời ơi. 99k nhanh tay chút cho bạn đuôi cá cho em nha. Đuôi cá 99 nha mọi người ơi. Đuôi cá 99 này, hốp lẹ. Đuôi cá 99, ai lấy chút cho bạn đuôi cá cho em nha. 60kg đổ lạo vừa cho em ạ. Rồi mã đuôi cá cho em nha. Đuôi cá nhanh tay, đuôi cá 99k. Đẹp quá chị ơi, đuôi cá 99. Đuôi cá 99 cho em, 60kg đổ lạo vừa cho em ạ. Mã đuôi cá cho em nha. 99k mã đuôi cá. Nhanh tay thì được mà chậm tay thì mất nha mọi người ơi. Rồi con này cho em nha. Trời ơi, cổ lọ này các chị này, form dài như thế này nha. Rồi con này là màu xám lông chuột đấy, xám lông chuột chứ không phải là màu đen đâu. Đuôi cá của chị sút sau như một nhá. Rồi lên cho mã lông chuột cho em nha các chị ơi. 110k mã lông chuột này. 110k mã lông chuột, đuôi cá của chị sút sau như một rồi nhá. Rồi mã lông chuột 110, ai lấy chiếc mã lông chuột giúp em nha. 110k mã lông chuột giúp em. 110k mã đen em hết rồi, đuôi cá em hết rồi nhá. Lông chuột 110. Ai lấy chiếc mã lông chuột cho em 110k nha. Lông chuột 110, đuôi cá em hết rồi nha. Rồi con này trời ơi, một con ren đến gần cho mọi người xem cái vải của nó này. Rồi con này là chất lên gân nha mọi người ơi, con này là chất lên gân nha. Con này dành các chị 60kg đổ lạo vừa cho em ạ. Ai lấy comment cho mã dài cho em nhá. Đuôi cá em hết rồi, em còn lông chuột thôi. Mã dài một con màu đen dài siêu đẹp luôn. Rồi 110k mã dài, 110k mã dài kèm số điện thoại cho em nhá. Dài 110k, ai lấy chiếc mã dài cho em ạ. 110k mã dài kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi lên một con yếm nâu này, chó con này mặc cực kỳ tây luôn nha. Màu nó cực kỳ tây luôn. Rồi con này ai lấy comment cho mã yếm cho em. Chó đẹp quá, 89k mã yếm này. Yếm 89k dành cho các chị tầm 65kg quay đầu mặc đẹp cho em nhá.
chị sẽ chị ơi, chị Nhung Vũ ơi. Ủa chị Nhung Vũ ơi. Ủa sao chị kỳ vậy trời? Chị chốt bao nhiêu con bây giờ chị để lại một mã thể thao là sao? Chốt một nồi luôn á, sao mà chị lớn rồi mà chị chốt hàng như suy nghĩ đi. Sao chốt hàng gì đâu mà kỳ cục vậy chị? Rồi mã dài của chị Hạnh Bích nha, mã dài của chị Hạnh Bích này. Trời ơi, chốt cho cô, chốt cho cô, chốt cho đã, xả hết luôn. Trời ơi, chốt 6 cái, sao bây giờ chị xả, chị lấy một cái thôi, chị có bị vấn đề gì không chị ơi? Chị có bị vấn đề gì không? Hả? Trời ơi, người chốt thì không được, chốt được, sao bắt đầu đến lúc rồi xả? Trời ơi, chị có bị gì không chị? Rồi 6 con của chị em xả ra nha. Và từ nay chị đừng có vô like em nữa nha. Trời ơi, xin lỗi. Xin lỗi giải quyết được cái gì đâu chị. Mà trong khi đó là em đã xả hết. Mà hàng này em nói em không chuyên. Em bán tới đâu em chỉ xả cho hết thôi. Trời ơi. Rồi, trời ơi đẹp quá các chị ơi. 110k nha, nên cho mã nu cho em nha các chị ơi. Trời ơi, sao nhiều người kỳ quá luôn. Mã nu 110k. Trời ơi, dành nhau xong bắt đầu xả. Nu 110, ai lời chúc chào mã nu cho em 110k nha. Trời ơi, con này quá là đẹp luôn. Chị nào không chốt thì tiếc nhá. 110k lên chào mã nu cho em ạ. 110k, nói chung không có tiền thì đừng có sang nha các chị. Rồi 110k mã nu. Ai lời chúc chào mã nu cho em ạ. 110k mã nu. 110k mã nu. Ai lời chúc cho em ạ. Các chị có thấy nó, cái giọng của em nó đã bị lạc giọng rồi không? Và mẫu đường nó đã mỏi chân, nó đã mệt mỏi như thế nào rồi không? Mọi người thật tình luôn không hiểu, không hiểu cho cảm giác đó. Thấy lấy cái sức lao động của người ta làm trò đùa cho các Lê chị Hồng ạ. Lê Thị Hồng đổi avatar được chưa? Lê Thị Hồng chưa đổi avatar được. Đúng, đấy là khác. Chị là Nguyễn Thị Hồng bà. Rồi mã nu của chị Hoài Vũ nha. Rồi con này cho em nha. Này là xả của chị Nhung Vũ ra thôi nha. Chứ hàng này em không còn đâu. Dành dần nhau. Rồi con này 65kg đổ lạo vừa cho em ạ. Lên cho mã lạ cho em nha. Con này siêu đẹp luôn. 99k. 120 em xả luôn 99k. À lên comment cho mã lạ cho em nha. 99k mã lạ. Em nói thiệt luôn, thiệt tình luôn. Nó không biết nói các chị làm sao luôn. Chị Giang Thảo mã lạ 99k. À lên cho em là mã lạ cho em nha. Chị Giang Thảo chỉ chốt 3 con mà chị đã xả 2 con thôi chứ. Nói chung là em xả hết. Nói chung là xả chốt cái kiểu mà không chắc chắn là em xả hết. Rất là mệt mỏi luôn. Rồi mã lạ, ai lên comment cho mã lạ cho em. Cái kiểu bán hàng rất là bực luôn á. Người chốt không được, người chốt được lại xả. Muốn xông qua cái màn hình điện thoại đập cho phát tá không trượt phát nào. Nóng tính vậy. Thật thì chắc. Đứng thử coi, mỏi chân không? Nói thử coi, khang giọng không? Đau họng không? Rồi con này bao nhiêu ký mà cũng được nha các chị gái nhá. Giùm em mã siêu phẩm này. Trời ơi đẹp chưa các chị nào. Rồi 110k cho lại giùm em 110k mã siêu phẩm nhá. Siêu phẩm 110k kèm số em là siêu phẩm 110k nhá. 110k cho em mã siêu phẩm này, siêu phẩm 110k đẹp về mà xả này các chị nhìn này. Cực kỳ đẹp về mà xả này. Rồi 110k nhá, 110k này. Đúng rồi chị ơi. 110k nha các chị gái nhá. 110k cho em mã siêu phẩm này. Siêu phẩm 110k này. Siêu phẩm 110k kèm số của em nha các chị gái nhá. Siêu phẩm 110k kèm số này kiểu này. Các chị này nhìn đọc vào lại chưa này. Có cái này là có kèm dây eo nha các chị gái nhá. 110k mã siêu phẩm này. Rồi siêu phẩm 110k kèm số của em là siêu phẩm 110k kèm số của em nhá. Đúng rồi chị Phạm Hạnh. Rồi chấm mai lên xem em nào cả nhà. Rồi một con dạng thể thao này các chị này, một con dạng thể thao có mũ nha các chị gái nhá. Rồi con này lên giùm em mã mũ. Mã mũ kèm số hộ em nha các chị gái nhá. Cho em mã mũ kèm số hộ em này. Mã mũ kèm số hộ em 99k mã mũ này. Mã mũ 99k kèm số hộ em này mũ nhá. Mũ 99k kèm số hộ em này. Mũ 99k kèm số nhá các chị ơi. Mũ 99k kèm số nè. Xả 79. Rồi xả luôn các chị 79k này. Rồi 79k này, 79k này. Mã 1 là mã gì chị ơi? Em có mã mẫu nha. Rồi con này lên xem em mã sọc kèm số của em 79k mã sọc này, mã mẫu cho chị phút sau như 1 này. 79k à 199k cả nó 99k. Rồi con này 79k này, 79k cho em mã sọc. Mã sọc chị 79k kèm số của em này, sọc 79k nhá. 79k cho em mã sọc 79k kèm số của em này, sọc 79 nhá. Rồi sọc 79k kèm số ạ. Xả cho hết. Rồi con này xả luôn các chị ơi, xả ừ, luôn ạ. À. Ok. Con của mẹ Hạnh mà phải mua chịu hả?
Trời ơi con này đẹp quá. Rồi lên giờ mã body cho em nha. Xả các chị 79k thiệt tình luôn, xả cho hết, xả cho bỏ tức luôn ấy, thiệt tình luôn. Còn có chục con nữa mà xả không? Xả mãi rồi còn xả nữa. Rồi, 79k này, 79k này, 79k cho em mã dài nhá. Mã dài 79k kèm số này. Dài 79k. 79k cho em mã dài 79 này. Kiểu nó vậy mà. Cắt ra nhìn nó ngố lắm. Rồi con này lên cho em mã tím kèm số của em là 79k. 79k cho em mã tím này, mã tím 79k kèm số của em nhá. Rồi mã yếm này, mã yếm cho chị sang sang này. Rồi lên cho em mã tím 79k, mã tím này, tím 79k kèm số của em nhá. Tím 79k kèm số đây, tím 79k kèm số nhá. Xả luôn các chị 79k này. Tay loe nha các chị yêu nhá. Tím 79k kèm số đây. Tím 79k kèm số này. Rồi, một con đen phối đen này, một con đen phối đen nhá. Một con đen phối đen nha các chị gái nhá. Bao nhiêu kỳ cũng được kiểu tay này. Rồi mã dài em hết rồi chị ơi, mã dài em hết rồi. Là mã yếm. Em còn mã sọc nhá. Rồi con này lên cho em mã ren kèm số của em này. Rồi xả luôn các chị 79k mã ren. Kiểu phối nha các chị này, cực kỳ đẹp luôn nhá. Phía dưới này. Ren ren nha các chị yêu nhá. Rồi lên cho em mã ren xả luôn các chị có 79k thôi nhá. 79k cho em mã ren. Mã ren 79k kèm số của em này ren nhá. Ren 79k kèm số đó. Tiệt tình chứ, like mệt chết bài. Mà các chị chốt chốt cho xã mệt lắm các chị ơi. Rồi chấm mai nào mọi người ơi. Rồi mã ren chị Trương Hồng này, mã ren chị Trương Hồng nhá, ren chị Trương Hồng này. Rồi 79k mã nu, nu 79k kèm số này. Rồi free size mã nu 79k mã nu, free size 79k cho em mã nu. Free size 79k cho em Manu nhá. Manu kèm số của em này, Manu. Manu, Manu nè. Free size 79k Manu. Free size 79k Manu. Manu nhá. Free size 79k Manu. Con này kiểu tay phồng nhá chị gái nhá. Con này dáng dài nhá, chỗ con này dáng dài nhá, xả cho chị 99k này. 99k cho em mã đen 99k kèm số của em là tay phồng nha các chị gái nhá. Rồi đen 99k, 99k mã đen, con này dài tới gối rồi. Đen 99k kèm số của em đen này, 99k mã đen. Đen 99k kèm số của em. Đen 99k này, 99k mã đen, đen 99 kèm số của em rồi. Đen 99 kèm số của em. Đen 99 ạ. Đen 99 kèm số của em nè. Rồi chấm mày cho em nào mọi người. Mẹ cứ lộn không. Cái đọc của ai? Thương tin. Em sửa đơn chị lựa cho chị thể. Rồi con này free size nha các chị gái nhá. Free size này cho em mã 1 nhá. Free size cho em mã 1 xả các chị 79k luôn à. 79k mã 1, mã 1 79k kèm số của em nhá. Mã 1 79k, 79k mã 1 kèm số của em. Mã 1 79k hả. Mã 1, mã số 1 79k kèm số của em này. Mã đen này, mã đen 99 cho chị Trần Thảo này. Đen 99 cho chị Trần Thảo nhá. Rồi con này lên xem em mã 1 nè. Ờ, xả em hết rồi. Lộn. Mã 1 này, mã 1 kèm số của em này, 1 nhá. Mã số 1 này. Lên qua lên lại cũng từng thấy. Rồi chấm mai xem em thằng mọi người ơi. Rồi con này lên xem em mã viền. Mã viền đi, mã viền kèm số em free size. Free size mã viền nhá. Free size mã viền này. Rồi free size cho em mã viền nhá. Mã viền free size kèm số này. Free size cho em mã viền nhá. Mã viền free size kèm số của em nè. Free size mã viền nhá. Mã viền free size. Free size mã viền. Rồi xả các chị 79k mã viền. Mã viền 79 này. Viền 79, viền 79 này. Chị nào đã xả thì bọn em không tốt nữa đâu nha. Viền này, viền nhá, chỗ cho em viền nào. Viền. 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 Xả luôn con này với chị nhá. Rồi 79k cho em mã vàng 79k free size này. Free size mã vàng 79k cho em mã vàng.
Free size 79K lên xem em mã vàng. Mã vàng 79K kèm số của em này. Vàng 79K này, 79K mã vàng nhá. Mã vàng 79 này. Vàng 79K kèm số của em vàng 79 nhá. Vàng 79K này. Chốt nó mọi người ơi. Vàng 79K này. Vàng 79 nhá. Vàng 79K kèm số của em này. Chị nào thấy em thì cho em một nút chấm ạ. Rồi vàng 79 nhá, vàng 79 nhá. Rồi free size con này nhá. Rồi free size con này cho em 79K cho em mã sọc. Mã sọc 79K kèm số của em sọc này. Rồi 79K mã sọc kèm số của em sọc 79 nhá. Sọc 79K kèm số này. Rồi sọc 79K kèm số này sọc nhá. Rồi 79K mã sọc, mã sọc 79K. Sọc 79K kèm số nó. Sọc 79 á. Sọc 79 nhá. Sọc 79 ạ. Sọc 79. Hello. Thôi nhảy nhá chị ơi, thôi nhảy nhá. Mã vàng cho chị Ý Nguyên. Mã vàng cho chị Ý Nguyên này. Có 9 ạ. Ừ. Thôi em nghỉ nha các chị ơi. Em nghỉ nhá. Cho các chị ngủ ngon nha.